Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thì em lại lấy video nhanh để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em thêm 30.000 ship nữa nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái khóa đồng Đức này. Đấy. Hàng made in Germany, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Đấy. Thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà có tới hẳn 4 chìa luôn. Và chìa của nó là chìa tròn thì hiện tại thì bên Việt Nam mình cũng chưa làm được cái phôi tròn như này. Cho nên là tình trạng mà bị mất trộm, mất cắp là sẽ không xảy ra. Tại vì là cái chìa tròn này nó rất là khó làm. Đấy, nó không như những cái phôi chìa dẹt nhá. Đó, chìa tròn này thì nó rất là khó để Nhật Bản phôi. Đấy, Nhật Bản phôi thì trộm nó cũng rất là khó lấy. Ngoài ra thì nó sẽ là chống cắt nhá, chống cắt rất là tốt luôn các bạn này. Đấy, chống cắt rất là tốt luôn. Thì khi mà như kìm này vào là nó đưa vào nó không thể cắt được, không thể ngoàm mà được. Đó, và chống chịu với mưa nắng rất là tốt. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000. Các bác lên cho em đó là khóa đồng Đức nhá. Khóa đồng Đức 150k cho một chiếc như này. Đấy, 150.000 cho một chiếc khóa đồng Đức như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là khóa Đức nhá. Đấy, lên cho em là khóa Đức này. Khóa Đức giá của nó sẽ là 150k nhá. 150k cho cái hộp khóa Đức như này các bạn này. 150.000 thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ kim chỉ nhá. Đấy, bộ kim chỉ. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái hộp kim chỉ như này. Giá thì chỉ có 25k thôi. Sẽ bao gồm cho các bác đầy đủ các cái chi tiết này, bao gồm này kim này. Đấy, rồi kim băng này, rồi một hộp chỉ này và rất là nhiều các cái chi tiết đi kèm luôn. Đấy. Có kéo này, rồi có xỏ chỉ này, rồi có đê để cho các bác đeo chống bị đâm kim vào tay này. Và rất là nhiều chi tiết đi kèm nữa nhá. Đó. Cúc kiếc đàng hoàng đầy đủ cho bác luôn. Combo một bộ như này. Lên mã giúp cho em đó là hộp kim chỉ nhá, hộp kim chỉ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Lên cho em là hộp kim chỉ này. Hộp kim chỉ giá của nó sẽ là 25k nha, 25k cho một hộp kim chỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái thìa của Đức nhá. Đấy, thìa của Đức đây. Một hộp này của nó thì bao gồm 5 chiếc, hàng cực kỳ dày dẫn này. Đấy, inox 304, dày dẫn sáng bóng và rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác lên mã giúp cho em là thìa Đức nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000. Đấy, 60.000 cho một hộp thìa Đức như này. Đấy, 60.000 cho một hộp thìa Đức này bao gồm 5 chiếc này. 1 2 3 4 5. 5 chiếc. Vừa vặn các bác dùng để ăn cơm ăn cháo rất là ok. Đó. Lên mã giúp cho em đó là thìa Đức nhá. Đấy. Thìa Đức giá của nó sẽ là 60k. 60k trên một hộp bao gồm 5 chiếc nhá. 60.000 trên một hộp bao gồm 5 chiếc cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chổi cọ bàn ghế nhá. Đấy đây nó sẽ là một cái đầu cước như này. Đấy, và rất là dài thì các bác có thể dùng để mình đưa vào mình kỳ cọ bàn ghế rồi các cái chi tiết khác đều là ok hết nhá. Đấy, lên cho em là chổi cọ bàn ghế. Giá thì sẽ là chổi cọ bàn ghế này. Đấy, chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế. Chổi cọ bàn ghế này. Bàn ghế giá thì chỉ có cho các bác là 35k thôi. 35k trong chiếc chổi cọ bàn ghế như này. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Nó dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, các cái chi tiết của nó rất là sắc nét và đẹp luôn. Đó, kỳ cọ bàn ghế như này nhá. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Lên cho em là cam mô hình. Đấy, đây nó sẽ là một con camera. Đó, cam mô hình như này và con này của nó thì thuộc là dòng cảm biến nhá. Đấy. Thì ban đêm là nó sẽ lên và ban ngày nó sẽ tự tắt này. Đấy đây các bạn này. Đấy em chỉ cần che cái mặt cảm biến này đi là nó sẽ lên này, các bác thấy không? Đó, đây. Đấy các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con cam mô hình như này. Đấy con này sẽ có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu này. Đó và nó là dòng cảm biến các bác nhá. Đấy dòng cảm biến. Thì ban đêm thì nó sẽ sáng này. Đấy các bác thấy không? Đó. Ban đêm thì nó sẽ sáng. Đây nó cảm biến như này. Đó thì ban đêm thì nó sẽ sự sáng và nó là cảm biến chuyển động nhá. Có người đi qua thì nó sẽ sáng và người đi thoát đi thì nó lại tắt các bác nhá. Đó. Thì rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho con cam mô hình như này. Đấy. Lên cho em là cam mô hình nhá. Cam mô hình này. Cam mô hình giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con cam mô hình như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một con đuôi lò xo như này các bác này. 35.000 trong cái đuôi lò xo như này. Ngoài ra thì bên shop có bán kèm cả cái bóng 3 màu đây. Các bác lên cho em là bóng 3 màu. Đấy, bóng 3 màu thì các bác xoáy vào đây cho em. Đấy. Nguyên cái đuôi này là sẽ là 35.000 nhá. Đấy, đuôi này sẽ là 35.000 chiếc này. Đuôi này là 35.000 chiếc này. Con bóng 3 màu này thì sẽ là 30.000 nhá. Đấy, các bác có thể cắm trực tiếp vào đây cho em này. Đấy, cắm trực tiếp đây cho em, bật lên này. Đấy. Thì con này nó sẽ có cho các bác là 3 màu. Đấy, các bác cứ điều chỉnh công tắc như này hoặc là cắm ra rút vào thì nó sẽ tự đảo màu cho các bác. Con này thì rất là sáng, các bác có thể dùng để đọc sách này. Đấy, hoặc làm các công các việc đều ok hết nhá. Công suất của nó là 12W nhá, 12W rất là sáng luôn. Đấy, chỉ có 12W nhưng mà nó lại rất là sáng thôi nhá. Đó. Giá thì sẽ là 30.000 cho một quả bóng 3 màu như này nhá. Đấy, lên cho em là bóng 3 màu, giá của nó sẽ là 30.000 một quả nhá. 30.000. 30k cho một quả bóng 3 màu như này. Đấy, bóng 3 màu giá sẽ là 30k nhá. Còn cái đuôi lò xo này thì sẽ là 35.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có bán cho các bác cái ổ điện xanh này. Đấy, con này có công tắc đóng ngắt này, có 3 chân USB này, 6 ổ cắm này, có công tắc đóng ngắt và có đèn báo nhá. Đấy, công tắc đóng ngắt đàng hoàng, có đèn báo. Đấy, tắt đi này. Đấy, bật lên này. Đấy, có đèn báo đỏ như này. Dây dài khoảng 1m, giá thì sẽ là 55k. Lên mã giúp cho em đó là ổ xanh nhá. Ổ xanh 55k cho một cái ổ xanh như này. Đó, 55k trong chiếc ổ xanh như này nhá. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dòng nước hoa nhá, nước hoa. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một là mẫu Chanel và hai là mẫu Gucci. Dòng này thì đều bán đồng giá là 130.000 nhá. 130.000 cho một lọ như này. Đấy, 130k cho một lọ như này nhá. Đấy. Thì con Coco Chanel này thì hàng sản xuất ở Pháp các bác này. Đây, made in Fancy nhá, made in Fancy, hàng của Pháp nhá. Đó. Hàng này thì bên em ôm lô thanh lý siêu thị cho nên là cái giá nó rất tốt cho các bác luôn nhá. Giá gần như là giá thanh lý thôi. Đấy, chứ còn hàng này nếu mà nguyên bản của nó thì nó rất là đắt nhá. Đấy, rất là đắt luôn nhưng mà bên em ôm lô thanh lý cho các bác giá rất là tốt luôn. Đây, made in Fancy này, hàng nguyên đai nguyên kiện như này nhá, full box cho các bác luôn. 130.000. Đấy, còn con Gucci này thì nó sẽ là hàng của Anh nhá. Đây, hàng của Anh này. Đấy, made in UK này. Đó, nó sẽ là hàng của Anh như này. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu nước hoa như này. Thì một là Chanel, hai là Coco, giá hai là Gucci nhá. Đấy. Đây thì các bác lên cho em nước hoa Chanel này hoặc là nước hoa Gucci này, đều là 130k cho một lọ như này nhá. 130k cho một lọ nước hoa như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Đây, thước rút tự hãm này. Đấy, thì nó sẽ có dòng 5m và 7m rưỡi. Các bác muốn lấy loại nào thì lấy loại 5m thì lấy, mà lấy loại 7m rưỡi thì lấy. Đấy, rút ra nó tự hãm, còn khi các bác nhả vào thì nó sẽ như này. Đấy, nhả từ từ này nó sẽ vào, hoặc các bác nhả hết này cũng được. Đấy, con 7m rưỡi thì giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho con 7m rưỡi như này. Đấy, còn con 5m thì giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một con 5m thế này, 40.000 thôi nhá. Đấy, giá rất hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy đây. Đấy, nếu các bác mua combo từ 3 con trở lên thì sẽ là 30.000, tức là 10.000 một con. Còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 một chiếc này nhá. 15.000 trong chiếc dao dọc giấy như này. Rất là tiện ích luôn. Các bác dùng để mình dọc giấy này hoặc làm thợ làm nghề đều ok hết nhá. Đó, giá thì rất là hấp dẫn cho các bác luôn. Lên mã cho em là dao dọc giấy, mua lẻ sẽ là 15.000, mua từ 3 con trở lên thì giá sẽ là 10.000 cho một con. Đó, tiếp theo thì là keo dán giày nhá. Con này chuyên dùng để dán giày. 15.000 cho một típ keo dán giày như này các bác này. Đấy, đây nó sẽ là thuộc dạng keo tan chậm như này. Đấy, keo khô chậm thì các bác dùng để chuyên để dán giày rất là ok. Đấy, chứ không như cái dòng keo 502 khi mà các bác dán vào thì nó khô nhanh, thì nó giòn và nó rất dễ bị bong, nhưng mà cái này dán cực kỳ tốt luôn. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái băng keo điện này. Đấy. Hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây. Đấy, đây các bác nhá. Hàng made in Japan hết này. Đó. Đây, made in Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật các bác này. Đây, made in Japan. Đó, các bác thấy chưa? Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10.000 cho một quận nhá. Hàng thì siêu dai này, siêu dai siêu dính luôn. Đó, siêu dai siêu dính luôn, rất là dai này. Siêu dai siêu dính, siêu mỏng và lõi của nó gần như là không có luôn, gần như không có lõi luôn. Đây các bác này. Đấy. Mỗi quận băng dính to như này mà gần như không có lõi luôn. Đây, hàng made in Japan nhá. Con này thì bên shop sẽ bán theo cân, 80.000 một cân nhá. Đấy. Mua cân thì sẽ là 80k này. 80k trên 1kg nhá. Đấy, còn nửa cân thì sẽ là 40.000. Còn mua quận thì bên shop sẽ bán cho các bác là 10.000 quận nhá. 10.000 cho một quận như này. Đó. Một quận này sẽ là 10.000 một quận này. Đấy, 10.000 cho một quận như này. Thì tùy theo các bác nhá, tùy theo các bác. Đó, các bác có thể mua quận cũng được, mua cân cũng được, hoặc là
mua nửa cân tùy theo. Đấy, mua quận thì sẽ là 10k cho một quận như này. Rồi ok. Hello các bác, quay trở lại với shop phạm vấn nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các ma. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh bị trúng đơn, nhận hàng kiểm tra có ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái thước rút các bác nhá. Thước này thì bên em lên nó là thước móc khóa, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu trắng và màu vàng như này. Đấy, màu màu trắng bạc và màu vàng gold như này nhá, hai màu rất là đẹp luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Chiều dài của nó là 2m và chiều ngang của nó sẽ là 6mm, tức là nó vào hơn 5mm một tí các bác. Đấy. Và con này thì rất là đẹp, nó có thể quấn tròn như này. Thì các bác có thể mua về để mình sử dụng làm thợ, làm nghề, lặt vặt khi mà mình cần phải đo nhanh. Các bác đeo vào cái móc khóa này luôn, sau đó thì mình thẩm định, mình đo lấy kích cỡ nó rất là tiện nhá. Giá thì chỉ có cho bác là 50k thôi. Lên cho em là thước móc khóa nhá, thước móc khóa. Giá của nó sẽ là 50k một chiếc móc, thước móc khóa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái tô vít V10 nhá, V10. Con V10 này là bao nhiêu? Giá sẽ là 130.000 con V10 như này nhá. 2 này, 4 này, 6, 8, 10 đầu tô vít như này nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 10 đầu tô vít to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ, các bác chỉ cần sập vào là mình sử dụng thôi. Đó, sau đó thì mình xoáy này cho em này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều và có xoay 180 độ được luôn nhá. Xoay 180 độ, các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đó. Và dùng thì ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là tới 10 đầu vít như này nhá. Rất tiện luôn. Đó. Thì các bác sử dụng nó rất là thích. Đấy. Giá sẽ là 130k. Lên cho em là V10 nhá. Giá sẽ là 130.000. Đó, các bác lên cho em là V10 này. V10 130k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ chốt cửa tự động nhá. Đây nó sẽ là dòng chốt cửa. Các bác cho dùng cho cửa nhà, cửa nhỏ này, cửa tủ này, cửa chuồng trâu, chuồng chó, chuồng mèo các thứ, các cái cửa nhỏ các bác chỉ cần lắp vào, sau đó thì mình đẩy vào nó sẽ sập nhá. Và khi các bác mở ra thì chỉ cần đẩy này nó sẽ ra luôn. Giá sẽ là 40.000. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy, nó rất là đơn giản, về nhà các bác bắt vít vào cho em, sau đó thì mình sập vào thôi. Đấy, cửa chuồng trâu, chuồng bó, chuồng chó, chuồng gà. Đấy, đây các bác này. Cửa tủ, các cái cánh cửa tủ các thứ rất là tiện này. Đấy, chỉ cần sập vào là nó tự đẩy vào nhá. Khi mở ra thì mình kéo tay ra cho em. Còn khi đóng vào thì mình chỉ cần sập vào là nó tự nó sập lại. Đấy, nó có cái hệ thống lò xo rất là tiện. Giá sẽ là 40k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn học chống cận nhá. Đây nó sẽ là một con đèn học chống cận siêu tiện ích luôn. Và dòng sử dụng bằng pin, công suất của nó sẽ là, con này công suất của nó là 10W này. 10W sử dụng từ 2W đến 10W và sử dụng là dây sạc nhá. Đấy, đây sẽ rất là tiện ích như này nhá. Đấy, các bác về chỉ cần bật này cho em là nó sẽ sáng này. Đây, rất sáng luôn nhá. 10W nhưng mà rất là sáng này. Đấy, nó có sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính. Đấy, rất là tiện luôn. Đó. Và con này thì các bác có thể xoay như này. Đấy, gập lên gập xuống nó rất là tiện ích luôn. Mình dùng để làm đèn đọc sách này hoặc là sử dụng đa chức năng luôn. Đây thì nó sẽ có cho các bác một hộp bút ở đây. Đấy, có một cái hộp bút ở đây các bác nhá. Đấy, các bác chỉ cần đẩy xuống như này thôi, lắp cho hộp bút này vào rất là tiện luôn. Lên theo là đèn học chống cận nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 100k cho một em đèn học chống cận như này. Đấy. Lên theo là đèn học chống cận, giá của nó sẽ là 100 cành một em. Đấy, 100k cho em đèn học chống cận như này nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đèn học chống cận này. Đèn học chống cận giá sẽ là 100k một em, 100.000 một em như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái viên thả bồn cầu nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng viên thả bồn cầu như này. Ở đây thì một hộp này của nó thì sẽ bao gồm là một túi này là 10 viên. Thì các bác dùng các bác thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình thôi. Nó rất là tiện luôn. Đó. Mùi thì của nó khá là thơm luôn. Thì các bác thả vào cái bồn cầu thì nó sẽ ra cái nước màu xanh. Đấy thì con này nó rất là nhiều công dụng nhá. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá. Diệt khuẩn. Giá sẽ là 15k trên một túi. Lên trên là túi thả bồn cầu. Giá sẽ là 15.000 cho một túi thả bồn cầu như này, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá, tăng đơ 9D. Con này thì giá siêu tốt luôn. Giá chỉ có 95.000 thôi. Hàng này thì nó rất xuất đi khá là nhiều nước luôn này. Anh, Pháp, Mỹ, Ả Rập rồi châu Âu các bác nhá. Đó. Và giá sẽ là 95.000 và dòng này nó sẽ là một cái dòng siêu đa di năng luôn, siêu đa di năng luôn nhá. Đấy. Ở đây thì combo của nó sẽ có cho các bác là một thân máy này này. Một thân máy này, đấy, một cái chổi vệ sinh này. Đấy, và một cáp sạc này. Đây. Đấy và đây là cái đầu để cạo râu này. Đấy, cạo râu này các bác này. Đấy, cạo rất là khỏe luôn các bác này. Đấy. Râu đứt xền xoẹt luôn các bác thấy không? Đây. Đấy. Râu đứt xền xoẹt luôn các bác.
cạo thì rất là thích luôn, dâu đứt tròn xoẹt luôn đây này. Đấy, em mở ra này, dâu đứt đầy trong này qua này. Đó, hệ thống lưỡi kép nhá, mỗi cái này là 6 lưỡi, mỗi cái này là 6 lưỡi, rất tiện luôn. Đó, thì các bác có thể dùng để mình cạo dâu này, rồi nó có rất là nhiều chức năng luôn. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều chức năng nhá, rất nhiều chức năng cho một cái con máy cạo dâu như này luôn. Đấy, ở đây nó sẽ có đầu này thì nó sẽ là 3 đầu cho các bác luôn, tỉa lông mũi này, rồi là cắt tóc này, chấn viêm này, rồi massage thứ nhá. Đấy, rất là ok cho các bác luôn. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các cái mã hàng thì em lại lên video nhanh để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Nay thì bên shop có một cái bếp từ Philips nhé. Nó con này thì nó bị vẫn đun nấu bình thường nhưng mà nó bị bọp mất cái đít này. Đấy, tức là con này nó bị bọp mất cái đít này rồi. Đấy, con này thì nó do nó vận chuyển nó bị bọp mấy cái đít này, thì về nhà các bác có thể mình chế cháo hoặc là mình làm thế nào đấy cho nó phù hợp để mình sử dụng nhá. Đấy, còn là bếp thì em vẫn bao cho các bác là bếp vẫn lên, vẫn đun nấu bình thường, và có kèm cho các bác một cái nồi, thì cái nồi nó cũng bị bọp đít luôn. Nói chung là nó do nó vận chuyển hàng, nó vận chuyển nó bị bọp, thì con này bên em sẽ bán thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, giá rất là tốt luôn. Về nhà thì các bác có thể là tháo ra để mình kiểm tra. Đấy, thì con này cũng không biết là còn sống hay không nữa. Đấy, nói chung là thôi em cũng chả biết là sống hay chết, tại vì bây giờ mà em cắm điện mà nhớ nó có chập cháy thì nó rất là nguy hiểm, cho nên là em bán thanh lý. Về nhà các bác cảm thấy ok thì mình có thể mình tự sửa chữa. Đấy, đây thì em thử cắm điện thử luôn xem nó như nào. Con này thì cắm điện vẫn lên, vẫn sống, nói chung là vẫn đun, vẫn hoạt động bình thường. Đấy, thì nó bị vỡ đây, nó vỡ, nó sộc sạch mất cái mên miếc bên trong, thì về nhà các bác có thể tháo ra để mình sửa. Và em bán một nửa tiền thôi. Con này đang bán bao nhiêu? 480.000, hôm nay thanh lý nút cho các bác với giá là 220.000 nhá, 220k. Và con này thì bên em không bao ship nhá. Không bao ship, em bao cho các bác là vẫn sống nhá. Vẫn sống, 220.000, yêu cầu các bác chuyển khoản hết nhá. Chuyển khoản hết 220.000, còn lại tiền ship thì 30.000 nữa các bác tự thanh toán, hoặc là nếu bên em thu ship lên thì nó sẽ là thành 250. Đó, mã sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái gọi là cái thuốc chuyên chuyên diệt dán nhá. Đấy, hộp thuốc dán, một hộp này của nó thì 12 viên và nó sẽ là dạng viên thuốc sinh học như này, thì các bác có thể dùng để mình gọi là rất là đa di năng luôn. Các bác có thể để khu vực là phòng ngủ này, phòng tắm này, rồi phòng bếp, phòng biếc, nói chung là chỗ nào mà các bác thấy có nhiều dán thì các bác để vào cho em, tủ quần áo các thứ. Đấy, các bác để vào cho em và nó sẽ là một dạng viên như này, về nhà các bác tháo ra từng viên một cho em. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng cực kỳ là nhạy luôn, chuyên diệt dán nhá, chuyên diệt dán. Thị phần bán của nó thì nó là số 1 của thằng Nhật Bản rồi, thị phần bán của nó là số 1 Nhật Bản rồi, hàng made in Japan luôn. Đấy, thị phần nó số 1 Nhật Bản luôn nhá. Đấy, nó sẽ trị là dán mẹ này, dán con này, tổ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Lên cho em là thuốc dán nhá. Đấy, thuốc dán. Hộp thuốc dán này. Đấy, lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán, giá của nó sẽ là 50k trên một hộp như này, bao gồm là 12 viên. Đó, 50k trên hộp 12 viên. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái máy đuổi đuổi muỗi nhá. Đấy, máy đuổi muỗi. Con này thì nó là, các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Chức năng của nó thì vừa làm đèn ngủ, vừa là chức năng là để đuổi muỗi luôn. Đó, vừa làm đèn ngủ, vừa là để đuổi muỗi luôn. Thì nó rất là tiện. Đấy, thì các bác vừa sử dụng làm đèn ngủ, vừa làm đèn đuổi muỗi, rất là tiện luôn. Nhưng mà này, đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có 2 chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Đó, giá thì chỉ có 45k thôi nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi, giá sẽ là 45.000. 45k cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái máy đọc thẻ nhá. Giá sẽ là 90.000.
Ở đây thì con này các bác chuyên dùng cho các em nó sử dụng để mình tránh xa điện thoại máy tính bảng, nhưng mà nó vẫn là một cái dòng trò chơi công nghệ, vừa học vừa chơi, chơi mà học mà chơi. Đó thì nó rất đơn giản thôi. Ở đây thì nó sẽ là 112 cái thẻ với các chủ đề khác nhau. Bật nguồn ở đây lên cho em này. Đấy. Sau đó thì mình chỉ cần nhét thẻ vào này. Mẹ. Mother. Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Bố. Father. Đó, cả tiếng Anh cả tiếng Việt luôn, rất là tiện này. Màu cam. Orange. Đó, rất là ngon lành nhá. Thì con máy đọc thẻ này thì một bộ của nó sẽ là 90.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ như này. Lên mã giúp cho em đó là máy đọc thẻ nhá, 90k. Đấy, có cả song ngữ tiếng Anh, tiếng Việt luôn và rất là nhiều chủ đề. Tới 224 các cái hình ảnh nội dung khác nhau để cho các em nó sáng tạo và lựa chọn nhá. Đây, chủ đề là đồ ăn này, giao thông, động vật, hoa quả này. Đấy, tổng 12 chủ đề khác nhau luôn. Lên cho em là máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ giá sẽ là 90k. 90k trong con máy đọc thẻ như này. Tiếp theo thì nay đến shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Thì cái này bên em bán là nhiều rồi, em lên nhanh thôi. Bộ của nó thì sẽ là 90.000 một bộ, sẽ bao gồm cho bác là 3 đôi. 3 đôi như này nhá, 3 đôi. Thì cái bộ to nhất này thì đường kính của nó vào khoảng là 35 cm. Lên cho em là rổ vuông nhá, rổ vuông. Giá sẽ là 90k. Hàng của Việt Nhật này. Đấy, rổ vuông hai lớp, hàng Việt Nhật. Thì nó sẽ có cho các bác là một chậu một rổ, cứ combo một chậu một rổ này nhá. Một chậu một rổ này, tiếp theo một chậu một rổ này. Tiếp theo một chậu một rổ này. Để test cái độ chất lượng cho bác xem nhá. Đây, chất lượng của nhựa thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đấy, chất lượng nhựa khỏi phải bàn rồi. Về để các bác dùng để mình đựng rau, rửa rau, rồi nói chung là đa di năng luôn. Hàng nhựa xịn cao cấp cho bác luôn, 90.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ chổi này, bộ chổi tự vắt nhá. Đấy, thì về nhà nó sẽ có 3 cái khớp như này, các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Và công năng của con này thì nó sẽ là tính năng tự vắt này. Các bác kéo này là nó sẽ tự vắt này, tự xoắn và nó sẽ tự vắt như này. Đấy, tự vắt như này rất là tiện đấy các bác theo. Đây, xoắn kéo vào này nó vắt kiệt vào luôn. Đấy, thì ưu điểm của con này nó thể xoay 360 độ này, và khi các bác nối vào, nối cán vào thì nó dài khoảng là tầm 1m3, 1m2 đến 1m3, thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, xoay 360 độ và tự vắt luôn, các bác chỉ cần kéo là tự vắt. À, khi mà các bác vắt đi là mình cho xà bông, cho xà phòng và cho nước vào, nó dễ vắt hơn nhiều so với cái việc là các bác vắt thủ công như này nhá. Vắt tay không như này thì nó sẽ hơi khó vắt một chút. Đấy, lên mã giúp cho em đó là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác giá sẽ là 100k nhá. 100k cho cái chổi tam giác như này. Tiếp theo thì sẽ là một cái bộ quần áo mưa, hàng của thương hiệu Tú Phong, hàng Việt Nam chất lượng cao, 3 cái huy chương luôn, hàng VIP 1 nhá. Và kích thước của nó là dòng cỡ lớn, cỡ đại đấy. Đây, một bộ như này. Cả quần cả áo luôn, đúng như trên hình người ta mặc nhá. Đó, hàng thì chất liệu của nó sẽ là bằng vải phủ ni lông, cho nên các bác dùng nó rất là bền đẹp. Và bây giờ là đang mùa mưa, mùa rét này, thì các bác nên mua một bộ như này. Đấy, combo của nó thì nó sẽ là cả quần cả áo cho anh em và các bác luôn nhá. Cả quần cả áo như này. Đấy, cả quần cả áo cho các bác luôn. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng hai lớp nhá, hàng hai lớp nhá. Vải và có phủ ni lông, cho nên là dùng nó rất là ấm áp và rất là dai, chứ không bị dạng như là bị mục hoặc là bị ngấm đâu. Đấy, dùng cực kỳ là tiện ích và an toàn luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ quần áo mưa đẹp như này, giá sẽ là 195.000. Con này bây giờ anh em các bác ra cửa hàng mua thì nó tầm khoảng 250 đến 300 nhé, 250 đến 300. Có chỗ thì nó bán cho các bác 250, có bộ chỗ thì nó bán cho các bác là 300. Và bên shop bán cho bác giá chỉ có 195k thôi. Lên xem là bộ quần áo mưa nhá, 195.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con át đảo chiều nhá. Át đảo chiều, con này thì nó sẽ là 63A, hàng nội địa của Nhật. Con này thì chuyên dùng để đảo chiều, ví dụ như nhà các bác có hai công tơ này, hai công tơ hoặc là một công tơ, một máy phát điện, thì các bác cũng dùng con này cho em rất là ok luôn. Cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. 110k cho một con át đảo chiều như này, 110.000. Con này thì các bác dùng nó rất là tiện luôn. Đấy, rất là tiện đó, và các bác dùng nó cũng rát là hợp lý thôi. Giá chỉ có 110.000 trong con át đảo chiều này thôi. Thì chuyên dùng cho hai công tơ hoặc là một máy phát một công tơ, thì các bác chỉ cần đảo lên như này, nổ máy phát lên và đảo lên cho em xong. Hoặc là không thích thì dùng nửa tháng lại đảo sang cái công tơ 1, dùng nửa tháng lại đảo sang công tơ 2 để hai công tơ đều cấp điện nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ dao nhá. Bộ dao thì nó sẽ là đây. Đấy, đầu tiên thì nó sẽ là một con dao chặt như này nhá, một con dao chặt như này. Đấy, hàng của thương hiệu Seki Japan, Made in Japan. Cân nặng của nó thì vào khoảng là từ 5 đến 7 lạng, từ 5 đến 7 lạng nhá. Giá con này thì sẽ là 180.000. Cầm cho anh con dao thái gỗ này. Lên cho em là chặt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là chặt gỗ. Giá của nó sẽ là 180k nhá.
180.000 cho con dao chặt gỗ như này. Hàng thương hiệu Seki Japan, made in Japan con này, hàng cực chất lượng cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về các bác con dao gọt gỗ nhá. Con này thì các bác lên cho là dao gọt gỗ. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 cho con dao gọt gỗ như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng siêu bén cho các bác rồi. Đấy, siêu bén các bác nhá. Đây, để em thử test cắt cái giấy bóng này xem nhá. Đấy, đây. Cắt giấy bóng còn đứt như này là các bác biết chất lượng của dao này các bác này. Đấy các bác thấy không? Đây. Khủng khiếp chưa? Đó, các bác này, đấy. Giấy bóng là rất là khó đứt mà còn cắt đứt được như này là các bác biết rồi nhá. Đấy, giấy bóng thường nó rất là dai luôn. Đó. Thì con này sẽ là 40.000. Các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Đấy, lên cho em là gọt gỗ này. Gọt gỗ. Giá sẽ là gọt gỗ giá sẽ là 40k. Đó thì em có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy con nào lấy con dao chặt và con dao gọt thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nồi lẩu mini nhá, nồi lẩu mini. Đó, nồi lẩu mini. Thì ở đây nó sẽ là một cái nồi lẩu như này, 150.000. Ở đây nó sẽ có sẵn cho bác là cáp cắm điện luôn. Đấy, một cái quai cầm như này và điều chỉnh số 1, số 2, rất đơn giản vậy thôi. Sử dụng điện 220V công suất của nó đây. Đấy. 600W điện 220V và dung tích của con này thì nó vào khoảng là tầm 1 lít gì đấy các bác nhá. Tầm 1 lít gì đấy. Đó, nó tầm đấy. Thì các bác dùng để hấp này, rồi ăn lẩu con niếc này hoặc là nấu mì tôm thì quá là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Anh em nào mà chế độ độc thân lâu năm thì cứ làm con này về, thả gói mì vào đây thế là xong. Rất đơn giản. Giá thì chỉ 150.000 thôi. Các bác lên cho em là lẩu mini nhá. Lẩu mini. Lẩu mini giá sẽ là 150k cho một cái nồi lẩu mini như này. Đấy, con này thì không biết là cái dung tích của nó bao nhiêu nhưng mà chắc chắn là nó vào khoảng trên 1 lít các bạn. Đấy. Nó vào khoảng trên 1 lít gì đấy các bác nhá. Đó, rồi ok. Hello chào các bác nhé. Hôm nay thì bên em về một lô cái đồ kim khí rất là đẹp để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em thì ship code toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Đơn dưới 200 thì cộng cho em 30.000 để ship, trên 200 thì các bác đã được hoàn toàn bao ship rồi. Căn số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái hàng vít cân ký nhá. Bên em thì bán theo cân ký, em bán rất là nhiều rồi. Đó, các bác nhận hàng thì cũng ok thôi. Tại vì là thực ra thì số lượng thì từ 7 đến 15 chiếc trên một cân. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác rồi, chỉ có 110.000 thôi. Đây, em sẽ cân thử cho các bác nhé. Khi bên em nhặt hàng cho các bác thì nó sẽ là to, nhỏ, lớn, bé, mẹ, con, dẹt, tròn, ba khe, mũi, khế. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn nhé. Đấy, và combo nó sẽ là một cân như này. Một cân thì có to, nhỏ, lớn, bé, dài, ngắn, đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, cơ bản một cân thì nó sẽ là tầm này nhá. Sẽ là tầm này các bác này. Đấy, thì số lượng của nó thì nó sẽ vào khoảng từ 7 đến 10 cái nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 này. Đấy, 11, 12 chiếc như này. To nhỏ lớn bé có dẹt có ba khe các bác nhá. Đấy, combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Lên cho em là vít cân ký này. Vít cân này, vít cân giá sẽ là 110k trên một cân. Và nửa cân thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một nửa cân các bạn, 60.000 cho một nửa cân. Đấy, còn một cân thì nó sẽ là 1kg thì sẽ là 110.000. Và 0,5kg thì nó sẽ là 60k nhá. 60k cho nửa cân. Đây. Đấy, hàng thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ đầy đủ cho các bác, to, nhỏ, lớn, bé, đầy đủ cho các bác như này. Để các bác về mình sử dụng nhá. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé này. Đấy, một cân được rất là nhiều các bạn, một cân rất là nhiều này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, khoảng 12 chiếc nhé, khoảng 12 chiếc. Đấy, nó sẽ là từ 7 đến 12 chiếc. Bên em sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác, to nhỏ lớn bé, dẹt tròn ba khe đầy đủ cho các bác. Ngẫu nhiên là từ 7 đến 12 chiếc nhé, từ 7 đến 12 chiếc. Đó, thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên thôi. Chấp nhận nó phải có cái to, có cái nhỏ, có cái dài, có cái ngắn đâu nhé. Đấy, chứ không gọi là mình mua hàng cân ký thì không thể là nhặt chọn được. Bên em bán cân là bán giá rất là tốt rồi, cho nên bên em sẽ không bán chọn đâu. Đấy, em sẽ nhặt ngẫu nhiên như này, một cân như này các bác nhé, để cho các bác tha hồ các bác thoải mái các bác sử dụng thôi. Vít bãi cân ký giá thì rất là tốt cho bác luôn nhá. Đấy, có những con thì đây, đấy, có những con vít đóng như này các bác này. Đấy, có những con vít đóng như này thì nói chung là to nhỏ lớn bé đầy đủ cả cho các bác mình sử dụng thôi. Giá thì rất là tốt rồi, chỉ có 110.000 cho một cân và các bác mua nửa cân thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy bên shop cũng về số lượng đây và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy rất là đẹp như này các bác này. À, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì combo của nó sẽ bao gồm là cả dao cả lưỡi nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là cả dao cả lưỡi luôn. Thì đấy sẽ là combo như này, cả dao cả lưỡi cho các bác này. Em bán lẻ thì sẽ là 15k một chiếc nhá.
Bác nào mua lẻ thì sẽ là 15k cho một chiếc như này. Còn bác nào mua combo thì giá của nó sẽ là 3 chiếc sẽ là 30.000 nhé. Đấy. Mua lẻ thì sẽ là 15k này, 15k trên một cái này, một cái. Đó, còn mua từ 3 cái thì sẽ là 30k nhá. 3 cái thì giá chỉ có 10.000 thôi. Đấy, còn mua lẻ thì chấp nhận là 15.000 các bạn. Các bác mua lẻ thì thông cảm cho em sẽ là 15.000 một chiếc. Còn các bác mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 30.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái con dao độc giấy rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì bằng cao su non, bên trong thì bằng nhựa cứng. Đấy, và các bác thay lưỡi rất là dễ, chỉ cần tháo cho em cái đít này ra này và các bác đẩy lưỡi ra là mình thay thôi. Sau đó thì mình đưa vào, nó rất là tiện dụng và hàng thì dùng cực kỳ là ngon lành. Các bác làm thợ, làm trần thạch cao hoặc là làm các công việc sử dụng lặt vặt trong gia đình thì cũng rất là cần, và giá của nó rất hợp lý, chỉ có lẻ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mẫu kìm đây. Thì các bác lên cho em là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Nhưng mà nó về thì nó sẽ có 3 màu này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác thôi, gửi màu ngẫu nhiên. Nhưng mà bên em lên nó sẽ là lên tên của nó là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Đấy, các bác lên cho em là kìm đỏ đa năng. Ở đây thì nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng như này. Có lò xo đẩy ra thì khi các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, có lò xo đẩy ra như này thì các bác dùng là rất là tiện, không cần phải lấy tay để kẹp ra nhá. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là các chức năng này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Hàng nội địa của Nhật này, đấy, thép CRV này. Bắt đầu của nó thì nó sẽ có cho các bác là tuốt dây này. Tuốt dây thì nó sẽ có cho các bác là tuốt từ dây 1 chấm đến dây 2 chấm nhá. Đấy, 1 chấm đến dây 2 chấm này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái bấm cốt này. Tiếp theo là cắt dây này, rồi vặn ốc này, rồi xoắn dây đầy đủ cho các bác luôn nhá. Xoắn dây, nắn dây đầy đủ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con kìm như này, giá của nó sẽ là 100.000 tròn nhá. Đây, đấy, các bác dùng để kẹp dây kẹp giếc này rất là ngon luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Đấy, lên cho em là kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho một con kìm đỏ như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái cưa gấp nhá. Đấy, cưa gấp hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Fugu các bác này, Fugu Japan này các bác này. Đó. Con này thì hàng cực chất luôn. Các bác có thể uốn cong thoải mái này. Đấy, lưỡi của nó là thép lưỡi cưa cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có cái phần mở hình hạt bòng như này. Khi các bác dùng thì nó sẽ gọi là các cái phần ví dụ như là nhựa cây này hoặc là các cái phần mùn cưa nó sẽ đọng ở đây. Đấy, thì khi các bác cưa thì nó sẽ rất là nhẹ và bong cưa, dùng nó rất là thích. Đấy, cây to cây nhỏ các bác cưa được hết. Đường chiều dài của lưỡi thì khoảng 30cm nhé, khoảng 30cm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 50k cho một cái cưa gấp như này thôi. Lên cho em là cưa gấp trắng đen, giá sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000 cho một chiếc như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đấy, một con cưa lách như này. Con này các bác dùng để cưa cây, cưa cành, những cái cành dăm, cành nhỏ rất là ok. Chiều dài của lưỡi thì nó cũng vào khoảng là 20 và lấy cho anh hai cái thước rút ra đây anh quay luôn. Đấy, vào khoảng là tầm trên 20cm một chút nhá, trên 20cm một chút. Đó, thì cũng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để cưa các cái cành dăm, cành nhỏ này hoặc là những cái cây nhỏ các bác cũng cưa được hết nhá. Cây nhỏ các bác cũng cưa được hết luôn. Đấy, thì combo cho nó như này. Hai cái luôn. Combo như này và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con cưa lách như này. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, ở đây thì chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ vào khoảng là gần 40cm, 37cm nhá. Phần lưỡi của nó thì vào khoảng là 22cm. Đó đây. Đấy. Made in Japan này. Con cưa lách này sẽ là 40.000 nhá. Các bác lên cho em là cưa lách. Giá sẽ là 40k cho một con cưa lách như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con kéo cắt cành cam này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kéo chuyên để các bác cắt cành to. Cắt cành to một chút, giá thì nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kéo cắt cành như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k một em nhá. 70k một em. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, hàng cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật. Đấy, và đây thì các bác có thể dùng để mình cắt cành rất là ngon luôn. Đấy, thép SK5 này. Thép SK5 không gỉ này. Đó, các bác dùng rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, cắt cành rất là to. Những cái cành to các bác có thể cắt thoải mái này. Đấy, các bác đưa vào cắt thoải mái luôn. Đấy, chất thép của nó thì cực kỳ bền bỉ cho các bác này. Con này thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam nhá. Giá sẽ là 70k. Đó. Kéo cành cam 70.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dàn sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá. Kéo tỉa như này. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox, cũng là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa dăm này. Đấy, tỉa dăm này.
Đấy, các bác chuyên dùng để tỉa răm rồi tỉa các cái cành nhỏ rất là ok luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho cái con kéo tỉa inox như này. Lên cho em là kéo tỉa inox giá sẽ là 50k nhá. 50.000 cho con kéo tỉa inox như này. Đấy. Không, cái hộp nào nó vỡ, nó có mấy hộp vỡ thôi. Sản phẩm thì mấy hộp vỡ nó bị vỡ ra đây. Thì giá của nó sẽ là nếu các bác mua trọn bộ nhá, mua trọn bộ. Đấy. Combo nhá, lên cho em là combo 4 cưa kéo nhá. Đấy, 4 cưa kéo giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho 4 món. Đấy, thì đây sẽ bao gồm cho bác là hai cưa này. Hai cưa và hai kéo. Hai cưa và hai kéo thì sẽ là có cưa gấp và cưa lách, một kéo cắt cành và một kéo tỉa như này. Đấy, nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì cưa gấp này sẽ là 50.000 này, cưa gấp 50.000. Đấy. Cái kéo tỉa này cũng là 50.000 này. Cái cưa lách này sẽ là 40.000 và con kéo tỉa con kéo cắt cành này sẽ là 70.000. 70.000. Đó thì cái này nó sẽ là hai món này đã là 100 này. 100 là đi thành hai món này 100 là đi 170 này. 170 40.000 nữa là vào đi 201 nhá, 201. Còn nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000 rất rẻ các bạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một dòng là 5m và một dòng là 7m rưỡi nhá. 5m và 7m rưỡi đều là dòng tự hãm hết nhá, rất là tiện luôn. Đó, rút ra nó sẽ tự hãm như này các bác này. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm rất là tiện. Ở đây thì bên shop về cho bác thì nó sẽ có hai mẫu, dòng 5m rưỡi, à dòng 5m và dòng 7m rưỡi, hàng nội địa của Nhật, Japan đây. Và cái giá thì rất là tốt luôn. Đấy, cái con thước 5m thì giá sẽ là bằng 40k nhá, 40k. Còn con 7,5m thì giá của nó sẽ là 50k. Đấy, nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Lệch nhau có 10.000 tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, con này 5m và rút ra nó sẽ tự hãm này. Rút ra tự hãm thì các bác dùng rất là tiện, không phải lăn tăn. Đấy. Và con này thì rút ra tự hãm này và các bác bóp vào này kia. Đó. Con này thì giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, 50 cành. Thì các bác có thể lấy con 4m hoặc con 5m hoặc con 7m rưỡi tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Được, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa nhá. Bộ này thì bên shop đang bán cho các bác với giá là 195.000. Đấy, con này mà các bác mua ra ngoài cửa hàng mà mua thì giá của nó sẽ là khoảng 300, 250 đến 300. Đấy, thấp nhất họ phải bán cho các bác là 270, 280 đến 300.000 nhá. Còn có những shop mà có những cửa hàng nó bán đắt thì phải đến 350, 400.000 các bạn. Đấy. Nhưng mà riêng hôm nay bên shop và vốn gửi tới các bác tri ân khách hàng giá chỉ có 195.000 thôi. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một quần một áo, size cỡ đại nhá, size cỡ đại, size 3XL thì các bác người lớn, người bé, người to, người nhỏ đều mặc được hết nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bạt. Đấy, nó sẽ là dạng vải và hai lớp phủ dạng vải hai lớp và có phủ gọi là phủ ni lông để khi các bác mặc thì nó sẽ chống thấm rất là tốt luôn, chống thấm rất là tốt, rất là an toàn. Và giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất tốt luôn. Một cái bộ quần áo mưa của thương hiệu Tú Phong như này, hàng cao cấp nhá, size 3XL nhá, giá sẽ là 195.000. Đây. Hàng thì khi các bác em đã cho các bác xem thực tế rồi. Và khi mặc vào thì nó đúng như trên hình này luôn, đúng như trên hình này luôn. Có mũ Mỹ các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 195k. Lên cho em là quần áo mưa nhá, quần áo mưa. Giá sẽ là 195k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy đo huyết áp nhá. Con này bên shop đang bán là 260.000 cho một con máy đo huyết áp như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc hoặc ra các cửa hàng y dược nó bán cho các bác thì khoảng 400-500.000 nhá, 400-500.000. Nhưng mà riêng hôm nay thì bên em cũng tri ân khách hàng để cho các bác cái giá chỉ có 260.000 thôi. Con này nó sẽ sử dụng cái loại pin gọi là pin con thỏ nhỏ, rất dễ mua. Các bác cứ ra trực tiếp ngoài tạp hóa, ngoài hiệu sách là mua được thôi. Đó. Đây. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong, nó sử dụng 4 quả pin con thỏ nhỏ rất tiện ích. Đấy, lắp pin vào cho em một lần lắp pin như này các bác phải dùng được khoảng từ 5 tháng, 6 tháng đến 1 năm nhá. Đấy. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Con này thì đo huyết áp, đo nhịp tim này, đấy, đầy đủ hết luôn nhá. Huyết áp, nhịp tim đầy đủ hết luôn. Giá sẽ là 260k nhá, 260.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác bỏ trong cái ví xanh. Về cho các bác một cái ví, đó là cái ví màu hồng như này. Đấy thì combo cho các bác sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này, ba cái bấm móng rồi một cái bộ nặn mụn này, tẩy da chết các kiểu con này điểu luôn. Đấy, combo cho các bác như này.
mà cái giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho một cái bộ ví hồng như này thôi. Màu của nó là màu hồng rất đẹp này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là sử dụng trực tiếp luôn. Kìm kéo đầy đủ cho bác luôn, ba cái bấm móng nặn mụn rồi tẩy da chết các thứ đầy đủ như này. Lên cho em là bộ ví hồng, giá sẽ là một cái bộ ví hồng như này. Giá sẽ là 60k nhá, 60k cho cái ví hồng như này nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái ví màu xanh này. Con này cao cấp hơn nhiều nhá. Đấy thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng luôn, có một cái bấm nhỏ cho trẻ sơ sinh này. Đấy rồi kéo kìm này, rồi nói chung là có cả cái nạo gót chân này. Đấy có cả mài cả nạo luôn, cái này là lưỡi để nạo này, cái này là để mài này. Đấy con combo cho các bác như này. Đấy combo cho các bác như này. Giá của nó sẽ là một cái bộ như này thì giá sẽ là 100k nhá, 100k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là ví xanh nhá. Ví xanh giá sẽ là 100.000. Đó. Ví xanh này. Giá sẽ là 100k cho con ví xanh như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế này. Đấy cái đệm ghế. Chất liệu của nó thì bằng silicone nhá và được thiết kế theo kiểu than tổ ong như này. Thì khi các bác mà ngồi vào ấy thì nó sẽ có cho các bác là một cái độ đàn hồi nhất định. Đấy đàn hồi nhất định như này. Đấy các bác nhá, đàn hồi rất là tốt luôn. Thì các bác nào chuyên bị đau tê mông này, hoặc là các bác mà bị xương khớp này, đấy, hoặc là ngồi văn phòng lâu thì dùng con này rất là ok. Vải của nó thì nó sẽ là dòng vải dệt 3D thoáng khí này. Còn bên lớp bên dưới của nó thì nó sẽ là bên trên này thì là dệt 3D thoáng khí này, ngồi rất là thoáng khí và êm ái này. Còn bên dưới này thì là cao su non để chống trơn trượt này. Đó. Lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Giá hôm nay thì về cho bác giá tốt luôn. Một con đệm ghế như này giá sẽ là 90k nhá. 90k trong cái đệm ghế này. Các bác có thể về để cả quả trứng ngồi lên cũng không sao đâu. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái giá đó là cái sản phẩm đó là cái đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là con đèn F1 nhá. Đấy, đèn F1. Đây. Đây nó sẽ là một con đèn như này. Đầy đủ cho các bác các cái chi tiết luôn. Đấy, đai bắt và tường các thứ đàng hoàng. Combo cho các bác điều khiển ốc áp các thứ đàng hoàng. Và nó sẽ là bao gồm là một con đèn như này. Đấy, siêu sáng luôn các bác nhá. Đấy, sáng 1, sáng 2, sáng 3 này. Đấy, rất sáng luôn nhá. Đó, và nó sẽ sử dụng cái tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy các bác nhá, sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời đây. Dây dài khoảng từ 2 đến 4 mét. Đó, thì các bác có thể đưa lên các cái vị trí nào mình cần chiếu sáng rất là ok luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị một cái giá siêu hợp lý luôn. Một cái đèn năng lượng mặt trời như này. Giá chỉ có cho các bác là con F1 này bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là đèn F1 nhá. Giá sẽ là 130.000 một em. Đấy. 130.000 cho một con đèn F1 như này. Các bác có thể dùng thì mình tận dụng cái năng lượng mặt trời mình sử dụng, tránh cái việc là mất nhiều tiền điện nhá. Đấy, tránh việc mất nhiều tiền điện. Tên mã giúp cho em đó là đèn F1 nhá. Giá sẽ là 130k. Đó. Đèn F1 này. Đèn F1. F1 130k, em đã có những video test thực tế rồi. Đó, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ dao nhé, bộ dao cán gỗ. Đầu tiên thì nó sẽ là con dao chặt này. Con này thì nặng khoảng 6-7 lạng nhé, 6-7 lạng. Đấy, nặng khoảng 6-7 lạng. Hàng của thương hiệu Seki Japan này, Made in Japan cho các bác luôn nhé. Đó, con này thì giá sẽ là 180.000. Đấy, con dao chặt cán gỗ như này. Đấy, cho nên các bác lên cho em là dao chặt gỗ nhé. Đấy, khoảng từ 5-7 lạng, lên cho em là chặt gỗ này. Chặt gỗ, giá của nó sẽ là 180k nhé. Con này thì cũng khá là bén luôn. Khá là bén các bác nhé. Thì các bác có thể dùng rất là đa di năng luôn. Mình dùng để mình gọi là sử dụng rất là đa di năng luôn. Đây, đấy để em thử test dọc giấy xem con này có dọc được giấy không nhé. Đấy, cũng rất là bén luôn nhé. Các bác theo. Một cái con dao chặt mà cũng dọc giấy như này là rất là ok rồi các bác nhé. Rất là ok rồi. Đó, 180.000. Tiếp theo thì sẽ là một con dao gọt gỗ này. Hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Chữ khắc chìm luôn. Con này thì siêu bén thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40.000 cho một em dao gọt gỗ này nhá. 40.000, chiều dài khoảng 20 cm. Các bác lên cho em là dao gọt gỗ nhá. Gọt gỗ, giá sẽ là 40k. Đó. Tiếp theo thì có một mã nữa đó là con thái gỗ này. Con thái gỗ này thì giá của nó sẽ là 80.000 thôi. 80.000. Con này thì là hàng của thương hiệu Seki này. Đấy, Seki Japan.
hàng thì cũng là hàng siêu bén cho các bác này. Đấy, siêu bén luôn các bác này. Đấy, theo đây, rất là bén nhá, rất là bén luôn. Đấy, rất bén luôn. Con này thì giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá, thái gỗ 80k. Đó, lên cho em là thái gỗ này. Thái gỗ giá sẽ là 80k nhá. Còn con bé này là gọt gỗ này. Con gọt gỗ này thì sẽ là 60.000 nhá. Gọt gỗ 60k. Đó. À xin lỗi các bác là 40k nhá. Đấy. Còn nếu các bác nào mua combo thì đây, con này là 180, con này 80.000, 260 nhá. 260 bao ship. Thì mua combo hai con này thì sẽ được tặng kèm một con này nhá, tặng kèm một con này. Đấy. Mua combo hai con được tặng kèm một con và bao ship cho bác luôn. Mua 2 tặng 1 bao ship, rất chất lượng cho bác luôn. Thì các bác có thể lên cho em là combo là 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ giá chỉ có 260.000 thôi. Lên combo cho em là bộ 3 dao cán gỗ này, bộ 3 dao cán gỗ nhá. Bộ 3 dao cán gỗ giá sẽ là 260 cành và bao ship tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Hàng thì nó sẽ là cái dạng màu, bây giờ thì nó không về nguyên màu nữa mà nó sẽ về theo kiểu là màu màu caro như này. Đấy, màu caro tức là nó sẽ có một cái màu trắng và xen lẫn các cái màu như này. Đấy, cái loại này của nó, về cái lô này của nó thì cái chất của nó rất là tốt nhá. Đấy, bông của nó là bông sơ. Đấy, bông sơ cho nên nó rất là thấm hút này. Thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Dùng thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Một cái khăn tắm Hàn Quốc như này, kích thước của nó cực kỳ sốc luôn nhá. Kích thước rất là sốc luôn. Kích thước là bao nhiêu? Đấy, kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m4 nhá. 70 nhân 1m4, kích thước rất là khủng luôn. Dài các bác có thể chùm hết cả người luôn. Mà giá thì lại là rất hạt rẻ. Đây, của nó sẽ là 70 nhân với lại 140cm luôn nhá. 140cm. Giá sẽ là 40k. Đấy, 40k. 40k cho một cái con như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay Osaka đây. Đấy, lên cho em là máy xay Osaka nhé. Đấy. Con này thì sử dụng điện 220V. Con này thì rất đơn giản thôi. Về nhà các bác chỉ việc là cắm điện vào là mình dùng thôi. Đấy. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây, nhấp này là nó sẽ chạy này. Osaka Japan này. Giá thì chỉ có 145.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ cho bác luôn. 145k cho con máy xay Osaka như này nhá. Đó, dung tích của con này thì nó sẽ là vào khoảng là 700ml nhá. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì cũng nói chung là cái giá này là rất là ưu đãi cho các bác rồi. Các bác có thể xay thực phẩm, xay thức ăn đều ok hết nhá. Lên nha là máy xay Osaka này. Giá sẽ là 145k. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi nhá. Bên shop bán khá là nhiều rồi. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Con này thì cũng bán rất là nhiều rồi thì em lên nhanh thôi. Cái con to nhất này thì kích thước của nó sẽ là 24cm. Dòng này ưu điểm của nó khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ có thể gấp gọn vào được. Đấy, gấp gọn vào được nhá. Đấy, gọi là bó gọn vào nhau được chứ không nói là gấp. Đấy. Giá thì chỉ có 140.000 thôi. Hàng này thì nó cũng vừa phải thôi nhá, không, nó không quá dày đâu. Đấy. Nhưng mà ưu điểm của nó thì các bác có thể bỏ ra từng chiếc một hoặc là mình chồng vào nhau rất là ngon luôn. Đấy. Từng chiếc một như này các nhá. Đấy. Cứ nồi nào vung đấy chứ em. Nồi nào vung đấy chứ em. Đấy. Có tới cho các bác là 5 cái liền. 5 cái liền các bạn. Đấy, 5 cái liền như này, tha hồ sử dụng luôn. 5 cái nồi mà giá chỉ có 140.000 thôi. Các bác nhà có cỗ, có bàn, có công, có việc thì các bác cứ dùng cái này cho. Đấy, đây. Đấy, các bác cứ thế là mình chồng vào nhau nha. Đây, mình chồng vào nhau này. Rất là tiện luôn nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Cứ thế mình chồng vào nhau này nhá. Đấy, nồi nào vung đấy chứ. Nồi nào vung đấy chứ. Đấy, rất là vừa xinh luôn nhá. Đấy, cứ nồi nào vung đấy, rất vừa xinh luôn nhá. Đấy, đúng như cậu với mợ luôn các bạn. Đúng như cậu với mợ luôn. Thì đây, các bác lên cho em là bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món. Giá thì chỉ có cho bác là 140k thôi. Đó, rồi ok. Hello chào các bác nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Các bác cứ mua đủ cho em từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship thôi nhá. Dưới 200 thì cộng cho em thêm 30.000 ship nữa. Lên cái biển đầu tiên em lên cho bác đó là cái bộ rổ vuông nhá. Giá sẽ là 90.000. Này thì em cũng giới thiệu qua thôi. Hàng này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là rổ vuông nhá. Rổ vuông. Rổ vuông giá của nó sẽ là 90k nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là ba đôi rổ như này. Nó sẽ là một chậu một rổ nhá. Đấy, nó cứ sẽ là combo một chậu một rổ cho các bác luôn. Đấy, một chậu một rổ như này.
Cái này thì nó sẽ là một chậu một rổ như này nhá, cứ một chậu một rổ như này. Hàng thì các bác xem này, đấy, các bác thấy chưa? Như này là khỏi về bàn rồi nhá. Đây, chất nhựa của nó như này thì khỏi về bàn rồi, các bác thấy không? Đấy, rất là ngon lành cành đào luôn. Ok, giá sẽ là 90.000 cho một bộ rổ vuông như này nhá. Lên mã treo là rổ vuông, giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì bên shop về các bác sản phẩm nó là cái bếp ga mini này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, cực kỳ cao cấp cho bác luôn, dày dặn chắc chắn. Và khi các bác sử dụng thì nó như trên hình như này nhá, như trên hình như này. Giá chỉ có 100 cành thôi, 100k cho một con bếp ga mini này các bác này. Đấy, về nhà các bác dở cái này ra cho em, sau đó thì bỏ cái chân này ra. Hàng của Nhật, nó thiết kế cực kỳ dày dẫn, nó chắc chắn luôn. Các cái phần kết nối dẫn này đều là bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm ga này, có đánh lửa tự động này. Các bác chỉ cần đặt nồi lên đây là xong, rất tiện luôn. Đây, đấy, đây các bác này. Đấy, rất là ngon lành luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 nhá. Lên cho em là bếp ga mini này. Bếp ga mini, bếp ga mini, bếp ga mini giá sẽ là 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đá mài nhá. Đá mài thì bên shop về nó sẽ có đá đỏ và đá vàng như này. Đấy, đá đỏ và đá vàng như này. Và có kèm cho các bác một cái miếng lót để các bác lót khi mình mài dao cho nó khỏi trơn trượt này. Đấy. Thì con này nó sẽ là đá vàng này. Độ mịn của nó sẽ là 5.000, 10.000. Đây, hàng made in Japan này, Katashiwa made in Japan. Còn đá vàng này thì giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 trong viên đá vàng như này. Chiều dài thì vào khoảng là gần 20, chiều rộng thì khoảng 6 cm và chiều cao khoảng là 4-5 cm nhá, 4 cm. Đó, made in Japan này, chữ khắc trực tiếp trên đá luôn. Đó, rất đẹp nhá. Đấy. Viên này thì độ mịn 5.000, 10.000. Các bác mài độ mịn cao thì mài dao càng bén, 90.000 nhá. Tiếp theo là đá đỏ này, đá đỏ này sẽ là 70.000. Đấy, cũng là hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan. Đấy, Katashiwa. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là đá đỏ nhá, độ mịn 3.000, 8.000. Giá thì chỉ có 70.000 đồng viên đá mài nhà thôi, 70k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con dao nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là con dao vân gỗ nhá. Lên cho em là dao vân gỗ. Đây nó sẽ là con dao cực kỳ chất cho các bác luôn. Hàng thì của thương hiệu Seki nhá. Đấy. Đấy, em thử test thử dọc dây bóng cho bác xem nhá. Đây. Đấy. Dọc dây bóng mà còn ngon như này là các bác biết rồi nhá. Đấy. Tức là dao rất là bén nhá. Dao rất là bén luôn, dọc dây bóng còn ngon này là các bác yên tâm sử dụng rồi. Mà chất dao giấy bóng dai như này mà còn dọc được các bác biết rồi nhá. Đấy. Chứ còn nếu mà dọc giấy bình thường thì nó quá đơn giản thôi. Đấy. Dọc giấy bình thường thì quá đơn giản luôn các nhá. Đó, quá đơn giản luôn. Hàng thì nó sẽ là của thương hiệu Seki, made in Japan nhá. Đấy, siêu bén luôn, siêu bén luôn. Hàng khâu đầu khâu đuôi rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, Seki Japan này. Đấy. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi, 130.000. Lên cho em là dao vân gỗ nhá. Lên mã giúp cho em là dao vân gỗ này. Dao vân gỗ. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng nhá. Bàn chải đánh răng, hàng này thì nó sẽ là bàn chải của Hàn Quốc nhá. Đấy. Hàng này của Hàn Quốc và bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, em giới thiệu qua thôi. Đây. Đấy, đầy đủ màu sắc cho bác luôn nhá, đủ màu luôn. Đấy, có đầy đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng cho bác luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc, được làm từ sợi than tre hoạt tính này. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đấy, bên Hàn Quốc thì nó đang xuất cho Việt Nam mình và bán với cái giá là 36.000 ở trong các siêu thị đấy nhá. Siêu thị nó bán 36.000. Nhưng mà riêng này bên shop bán cho bác giá rất là tốt luôn, được làm từ sợi than tre hoạt tính này. Đấy, chống kháng khuẩn cực kỳ là tốt luôn. Đấy. Con này thì sẽ cái giá bán là như sau. Lấy 4 cái là bằng 20k. Tức là em bán 4 cái trở lên. Đó, 10 cái sẽ là bằng 40k. Và một hộp như này là, một hộp này là 30 chiếc thì sẽ là 110.000 nhá. 110.000. Các bác có thể mua cả chiếc luôn để dùng dần. Hoặc là bác nào làm nhà hàng, khách sạn hoặc nhà có nhân viên, có người làm mà cần phải cho họ sử dụng thì các bác mua cái này cho em. Vừa rẻ, vừa tiện ích, vừa ngon lành và cái giá rất là tốt luôn nhá. Đấy, bàn chải Hàn Quốc đây. Đấy, chữ Hàn hết này. Đấy, được làm từ sợi than tre nhá. Rất là tốt cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây phơi nhá. Cái dây phơi này. Dây phơi này bao nhiêu nhỉ? 15.000 nhá. 15.000 một quận 5m này. 5m. Đấy, giá sẽ là 15k nhá. 15k và dài là 5m nhá. Dài 5m. Dài 5m, giá sẽ là 15.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dây bằng sợi cước nhá và nó có các cái quãng như này. Đấy, nó sẽ có các cái quãng như này các bác này. Và quãng này thì rất là tiện là các bác cứ treo quần áo vào là xong. Không sợ bay mất, không sợ bị trôi, không sợ bị dồn nhá. Và rất là dai nhá, dây bằng cước, chống chịu nắng mưa rất là tốt.
giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một cái dây phơi như này nhá. Đấy. 15.000 cho một cái bộ dây phơi này thôi, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng rất thông dụng và hữu ích rồi, các bác nên sử dụng rất là hợp lý cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 15k thôi. Về nhà mình dùng dài 5 mét là mình cứ đeo qua sân hoặc là trên trên trần, trên tầng là rất là ok luôn nhá. Đấy, trên tầng, trên trần rất ok luôn, 15k. Đây em sẽ có cái video thực tế luôn. Đây các bác dùng cái dây bình thường thì nó sẽ hay bị đứt này. Đấy, đây cái dây này các bác chỉ cần quặc vào như này cho em là xong. Đó, quặc vào, đeo lên, các lại quần áo các bác cứ đeo vào như này là xong, không bị rơi này. Đấy, treo chăn cho màn rất là ok. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn, chỉ có cho các bác là 15.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao lượn sóng này. Con này nó sẽ là dòng dao lượn sóng như này. Các bác có thể dùng để gọt hoa quả này, rất là bén luôn. Và dùng để mình thái củ quả, nấu xua hào, bắp cải, rồi các loại rau củ quả các bác dùng con dao này mình thái này, thì nó sẽ tạo hình hoa rất là đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 20.000 nhá. Đấy, hôm trước em nhầm giá, giá của nó chỉ có 20k trong con dao lượn sóng như này thôi. 20.000 thôi nhá, 20.000 cho một chiếc dao lượn sóng như này. Con này thì dùng rất là tiện luôn nhá, 20k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn thôi nhá. Đấy, cái đèn thờ đây. Thì đây nó sẽ là một cái mẫu đèn như này. Đấy. Cái này thì nó không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin vào cho em thôi. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em nhé. Về nhà các bác tự lắp pin vào cho em. Đây, thì cái này các bác lên mã giúp cho em là đèn trụ nhé. Đèn trụ giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Đèn trụ này là bao nhiêu nhỉ? 90.000 cho một đôi như này nhé. Bên em bán theo đôi. Đấy, rất là đẹp luôn. Các bác có thể mua về để mình trang trí bàn thờ này. Đấy. Lên cho em là đèn trụ nhá, giá của nó sẽ là 90k. 90.000 cho một con đèn trụ một đôi như này. Đó. Đèn pin, cái này thì nó sẽ sử dụng cái pin con thỏ lại nhỏ nhá. Bên em bán là không kèm pin đâu, về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em thôi. Đó, đây em sẽ lắp thử cho các bác xem thôi. Đấy, lắp lên là nó sẽ lên màu như này rất là đẹp các bác này. Đấy, lên màu này, tắt điện cho anh tí nào. Dập cầu dao tí. Đây. Dập cầu dao cơ mà. Dập cầu dao thôi. Cứ dập tí là được mà. Đây. Đấy, đây các bạn này. Đây, đấy các bạn thấy không? Đây. Rất đẹp các bạn này. Đấy, đúng lúc luôn nhá. Đó, bên kia đang test đèn luôn. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Đây, rất là đẹp nhá. Các bác để trên bàn thờ này. Đấy, để trên bàn thờ thì rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì bên shop sẽ về cho bác cái đèn gọi là nến đỏ như này. Đấy, cái này thì nó sẵn pin rồi. Cái nến đỏ này thì sẵn pin nhá. Đây em sẽ test cho bác xem đây. Đấy, con nến đỏ này tắt đi này. Đấy, bật lên này. Các bác thấy chưa? Đó. Còn đây nó sẽ là con đèn trụ này. Đấy, con đèn trụ này rất là đẹp luôn. Đó, thì con đèn trụ này nó cũng có công tắc đằng sau nhá. Đấy, thì con này cũng không có pin đâu nha. Về nhà các bác tự mua pin các bác lắp vào cho em thôi. Cái đèn trụ này là 90.000 à? Lên mã giúp cho em đó là đèn trụ nhá. Giá sẽ là 90k. Đèn trụ này 90k này. Đấy. Còn các con này thì các bác lên cho em là nến đỏ nhá. Nến đỏ này có sẵn pin rồi. Và nó sử dụng cái pin cúc áo nhỏ này thôi. Về nhà các bác ra hiệu sách mua là có nhá. Đấy, hết thì về ra hiệu sách mua, nhưng mà một đôi như này các bác dùng thì cũng dùng rất là lâu. Đó. Thì các bác lên cho là nến đỏ. Nến đỏ này thì giá sẽ là 45.000 một cây. Đấy, lên cho em là nến đỏ nhá. Nến đỏ thì bên em bán theo cây. Đấy, 45k trên một cây nhá, trên một cây. Đó. Còn cái đèn trụ này thì là bán theo là 90k trên một đôi nhá. Đấy, 90.000 trên một đôi. Đấy, tức là 90.000 cho hai cây như này. Thì giá nó cũng vào 45.000 thôi. Nhưng mà cái này nó bằng pin con thỏ thì về nhà các bác tự mua pin. Cái này bên em bán là không có kèm pin đâu. Đó. Rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nạo 3 món nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ nạo như này. Bao gồm cho các bác là 3 món luôn. Giá chỉ có 25k thôi. Đầu tiên nó sẽ là một cái con nạo. Một bên là nạo vỏ này và một bên là nạo sợi này. Đấy, tiếp theo là một cái con nạo này thì sẽ là nạo ngang như này. Và có cho các bác một cái đầu để các bác khoét những cái phần bị sâu. Và một cái đầu như này, cái này. Con này thì các bác dùng để mình gọi là nhổ lông gà, lông vịt này. Nhổ lông gà, lông vịt rất là tiện này. Và ngoài ra để có cái phần dao này các bác dùng để gọt hoa quả này. Hoặc là gọi là mình làm lòng gà, lòng cá rất là ok nhá. Combo cho các bác một cái bộ nạo 3 món như này. Mà bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá đó là 25.000. Cái giá này thì các bác đi ra chợ cũng chỉ mua được một cái nạo đẻo thôi. Mà đã là 25-30.000 rồi. Thế mà đây combo 3 món như này.
lên cho em là nạo 3 món nhá, nạo 3 món. Giá sẽ là 25k, 25k cho cái bộ nạo 3 món như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy hút bụi nhá. Đấy, hút bụi ống nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây, đầy đủ các cái chi tiết cho các bác luôn. Đó. Có các cái đầu ống dẫn như này này, có cái đầu ống dẫn như này. Đấy, con này thì nó chạy bằng pin thì nó rất là tiện. Đấy, hút bụi ống chạy bằng pin. Rồi. Hút rất là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Đó. Công suất của nó lên tới chạy bằng pin nhưng mà lên tới 120W thôi. Đấy, hút rất là khỏe luôn. Đó. Đó. Một con điện thoại này không hút được qua này. Đấy, hút được cả một con điện thoại này là các bác biết rồi nhá. Đó, thì đây. Nó sẽ hút này. Đấy, hút rất là ngon luôn các bác nhá. Ở đây thì các bác có thể lắp cái đầu này vào này để mình hút này. Đấy, hút vệ sinh này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác các cái đầu nối dài nữa. Đấy, các cái đầu hút nối dài như này. Các bác lắp cái đầu ống nối dài này vào. Đấy, hoặc là lắp cái đầu này này, lắp cái đầu này vào mình hút này. Rất là tiện luôn nhá. Đấy. Bộ này thì sẽ có kèm cho các bác là cái dây sạc, còn về nhà các bác cắm cái cụ sạc điện thoại nhà mình. Công suất của nó 120W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000 và bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260k, công suất 120W nhá, 120W. Lên cho em đó là hút bụi ống nhá. Hút bụi ống này. Hút bụi ống. Hút bụi ống, giá sẽ là 260k và con này chạy bằng pin nhá, 260.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn quạt nhá. Đấy, đèn quạt. Con này thì nó sẽ là cả đèn cả quạt luôn, cho nên bên em gọi nó là đèn quạt. Đấy, màu cam rất là đẹp luôn. Có dây sạc kèm luôn. Dây sạc này thì không cần về cắm củ sạc đâu, các bác cắm sạc trực tiếp cho em. Đó. Và đây thì nó sẽ có một tấm pin năng lượng mặt trời đây. Đấy, em bỏ ra là có ánh sáng là đèn đỏ này. Đấy, đèn đỏ như này nhá. Em che đi là cái đèn nó sẽ tối này, bỏ ra nó đỏ này. Đấy, tức là đang sạc nhá. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một con đèn như này. Một con đèn này rất là sáng luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái quạt này. Đấy. Có cái quạt này các bác này. Đấy. Ấn nó xuống này. Bác nghe tiếng gió chưa? Đấy. Quạt này. Quạt rất là mạnh luôn nhá. Đấy, quạt rất là mạnh luôn các bác theo. Đó. Giá thì bên shop gió ù thôi. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây, cả đèn cả quạt luôn. Đấy, có thể xoay ra như này, rất là tiện này. Ngoài ra các bác có thể về thì nếu mà năng lượng mặt trời hết không sạc được, các bác lắp cho em 3 cái pin con thỏ nhỏ vào đây cũng được. Đó, rất là đa di năng luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một con đèn như này. Giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100k cho con đèn quạt thế này. Lên mã giúp cho em đó là đèn quạt, giá sẽ là 100k tròn nhá. Đó. Đèn quạt này. Đèn quạt, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá. 100k tròn. Rồi ok. Chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng. Đấy. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đấy. Rất đơn giản mới thôi. Thì các cái số hotline của bên em, các bác có thể liên hệ này. Đấy. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái keo vá tường nhá. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ có cho các bác một cái đầu vòi như này để các bác lắp vào. Đây. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái dòng keo trắng như này. Các bác dùng để mình vá vào các cái phần tường mà nó bị bong chốc, bị nứt, bị dàn các bác nhá. Đấy, các bác bôi vào cho em này. Đấy, bôi vào cho em như này là xong. Đó. Thì nó sẽ là một cái dòng keo như này. Nó sẽ giúp cho các bác là làm sạch, làm trắng và rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 40k nhá. 40k. Các cái phần tường bị bong chốc, bị thấm rột các bác cho vào cho em 40k. Lên cho em là keo vá tường. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá, các cái phần tường bị bong chốc, thấm rột hoặc là bị bẩn, bị bôi này. Đấy. Nhà các bác có trẻ con tô vẽ này hoặc nó bị bong chốc, bị nứt, bị thấm rột. Các bác cứ bôi vào cho em là xong. Đấy, các bác cứ bôi vào cho em xong rất là tiện dụng luôn. Giá thì chỉ có 40.000 thôi, 40.000. Đấy. Đây, các cái phần tường nhà các bác bị thấm rột, bong chốc này hoặc các cái ổ điện ổ điếc này. Đấy, các bác bôi vào cho em là xong nhá. Bôi vào sau đó thì mình vệ sinh đi là xong. Đó, mình làm cho nó nhẵn nhụi đi là xong nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có 40k thôi. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100.000 cho cái bộ màu cầu vồng như này. Bộ này thì cũng rất là tiện luôn này. Đấy, màu cầu vồng này. Khá tuyệt vời luôn các bác thấy không? Đây. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì. Đó, nó vào khoảng là trên 100 chi tiết nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là vào
trên 100 chi tiết luôn. À 150 chi tiết các bạn này, 150 món tất cả luôn. Tổng là 150 món nhá. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì như này các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok, để các em nó học hành rồi sáng tạo, tô vẽ rất tiện ích luôn. Bên trên là màu cầu vồng nhá. Giá sẽ là 100k cho cái bộ màu cầu vồng như này. Đấy, rất đẹp cho các bác nhá, rất đẹp luôn. Đó. Ở đây thì combo đầy đủ cho các bác luôn nhá. Màu bột, màu sáp, màu nước, màu chì, bút chì, rồi nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Các bác mua về để làm quà sinh nhật này, quà tặng hoặc là cho con em nhà mình rất là ok. Tiếp em lên cho bác sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá, túi đựng rác. Thì con này rất là tiện, một bịch này của nó sẽ bao gồm là 100 cái luôn. Bịch này sẽ là 100 cái nhá. Kích thước của nó sẽ là 45 x 50. Thì các bác mua về mình đựng rác rất là tiện các bạn, đựng rác rất là tiện. Thì nếu như các bác đựng cái túi bình thường thì kích thước của nó không vừa mà nó lại tốn. Con này thì ưu điểm của nó là nó sẽ có sẵn cho các bác ấy luôn. Đấy. Về nhà thì nó sẽ là từng đoạn một như này. Từng đoạn một này và nó sẽ có sẵn cho các bác là cái phần như này. Các bác chỉ cần là bóc ra cho em là xong nhá. Đấy, bóc ra cho em là xong. Rất là tiện luôn này. Cả đấy, coi theo. Bóc ra như này. Đó, sau đó thì mình sử dụng thôi. Giá thì rất hợp lý rồi. Một cái hộp, một cái quận như này mà giá bên shop đang gửi cho các bác giá chỉ có 50.000 thôi nhá. 50.000. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng rác nhá. Kích thước của nó sẽ là 45 x 50 nhá. Đấy, rất là to luôn các bác này. Đấy. Là cái thùng rác bình thường là thoải mái vừa luôn nhá. Đấy, chất của nó thì rất là dai. Đấy, các bác đựng rác nặng cũng rất là ok. Đấy, sau đó thì khi mà mình đựng rác xong thì ở đây nó sẽ có quai như này. Các bác chỉ cần rút lên như này thôi. Rút lên như này là xong. Đó, rút này mình xách. Xách đi mình đi đổ này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó. Giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên cho em là túi đựng rác nhá. Giá sẽ là 50.000 cho một 50.000 một bịch này, mà một bịch này của nó tới 100 túi luôn nhá. 50.000 một bịch 100 túi nhá. Đấy, 50k nhá. 50k trên bịch 100 túi, như vậy là các bác mua cũng không mất đáng bao nhiêu tiền. Đấy, và rất hợp lý luôn các bác này. Đấy. Có túi sách như này, bỏ vào thùng rác vuông vắn đẹp sạch sẽ. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Rất là dài nhá. Túi của nó rất là dài luôn, dùng rất là thích. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Eto nhá. Eto thì con này các bác dùng để mình gọi là sử dụng khi mà mình làm thợ, làm nghề, làm cơ khí. Con này thì hàng của thương hiệu Asaki nhá. Asaki. Đó, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Một con Eto hàng của Asaki như này mà cái giá chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Eto kẹp nhá. Đây Eto kẹp. Chất liệu của nó thì bằng thép nhá, bằng thép rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, bằng thép nhá. Siêu dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác kẹp vào bàn này, kẹp vào các thì, khu vực nào mình dùng để mình cắt mài đục đẽo. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con Eto như này. Hàng thương hiệu Asaki tem nhôm hẳn hoi các bác này. Đấy, Asaki đây. Đấy, tem nhôm hẳn hoi. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì cực kỳ chất rồi. Chỉ có 180.000 cho một con Eto như này thôi. 180k một con nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bàn trải điện nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bàn trải điện này. Đấy, 60.000 cho một con bàn trải điện như này. Giá siêu rẻ luôn. Mà đã kèm cho các bác là đi 4 đầu bàn trải rồi. Tính ra các bác mua không cái máy. Đấy, 4 đầu bàn trải như này nhá. 4 đầu bàn trải như này. Thêm một con máy và một cáp sạc nữa. Đây. Các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Đấy, đây các bác này. Khi bật thì giữ lì cho em nhá. Đấy, khi các bác bật thì giữ lì cho em. Đó. Còn con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em này. Đấy. Tần suất rung của nó sẽ là đấy. Tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút nhé. 32.000 lần trên 1 phút. Thì con này dùng rất là tiện các bác dùng để mình đấy, đánh răng này, vệ sinh răng lợi. Và nó có rất nhiều chế độ nha, làm sạch, làm trắng này. Và có kèm cho các bác là 4 cái đầu bàn trải này, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhé. Đấy, một lần sạc này các bác dùng phải cả tuần mới 10 ngày mới hết pin. Cho nên là rất là tiện. Bên trên là bàn trải điện, giá sẽ là 60.000. Bàn trải điện này 60k nhá, 60.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cân nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là cân 5. Con này thì nó chỉ cân được 5 cân thôi nhá. Chỉ cân được 5 cân thôi. Đấy. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lô này thì nó lại có kèm pin. Có lô thì không có kèm pin đâu. Các bác cũng thông cảm thôi. Hàng về theo lô nhá.
Đó, lắp vào là xong. Con này thì chỉ có 50.000 thôi. Cân 5 nó sẽ cân được 5 cân và có chức năng trừ bì. Đây, em đặt lên cân thì các bác xem này. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là cái con đèn này của nó sẽ là 300 đây. 394 gram này, sau đó thì các bác nhấn nút này là nó sẽ về 0 này. Sau đó thì các bác lại cân này, ví dụ em cân con dao này sẽ là 72 gram này. Đó, thì các bác bỏ ra nó lại về cái cân số 0. Đó, và bỏ ra thì nó lại về cái cân này. Đó, và các bác nhấn nút nguồn này là sẽ về 0. Con này các bác dùng để cân trong nhà bếp. Đấy, cân trong nhà bếp. Lên cho em là cân 5 nhá. Cân 5, giá sẽ là 50k. Cân được là 5kg nhá. 5kg. Đấy, 5kg tối đa. Đây, 5kg này. Tính bằng gram nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dán thải độc chân nhá. Thì đây nó sẽ là một cái bịch miếng dán thải độc chân. Thì con này dùng rất là tiện. Khi mà các bác dùng mà chân tay mình bị đau mỏi, đau nhức thì các bác dùng này xem. Bao gồm cho bác là 50 gói thuốc và 50 miếng dán như này. Để các bác dùng để mình dán vào các cái phần mà chân tay bị đau mỏi, đau nhức thì các bác dán vào chân. Đặc biệt là gan bàn chân rất là tốt luôn. Đấy. Giá thì chỉ có 40k bằng một bát phở thôi. Lên cho em là dán thải độc chân nhá. Dán thải độc chân này. Giá sẽ là 50k. À 40k nhá. Giá rất rẻ, 40.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bạn. Thành phần chủ yếu là ngải cứu và than tre với rất nhiều công dụng như lưu thông khí huyết, giảm đau nhức tê bì xương khớp, giúp ngủ ngon, giảm các triệu chứng bị lạnh lòng bàn chân, đào thải các độc tố. Miếng dán không chỉ sử dụng ở chân mà khi mọi người đau mỏi các cơ hoặc là bị lạnh bụng thì mọi người cũng có thể dán vào từng vị trí. Cách sử dụng thì rất là đơn giản, mọi người chỉ cần bóc miếng thải độc ra và dán vào miếng keo rồi dán trực tiếp vào lòng bàn chân. Cứ như vậy và để qua đêm, đến sáng hôm sau thì mình bóc ra thôi ạ. Mỗi hộp là có 50 miếng, dùng cho cả gia đình luôn. Già trẻ, gái trai, trẻ em, người lớn đều có thể dùng được nha mọi người. Và như mọi người thấy đây là cái độc tố sau một đêm em thải ra đấy, trông kinh cho mọi người. Khi mà được thải độc tố thì mình đã cảm thấy người rất là khỏe khoắn này, không bị nhức mỏi và rất tự tin hơn trong ngày làm việc mới. Đó, rất ok nha. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô của Hàn Quốc này. Đấy thì nó sẽ đựng trong hộp này, các bác có thể mua để về mình sử dụng trực tiếp hoặc mang đi làm quà đi Tết cũng rất là ok. Đây. Chất liệu của nó là nho tự nhiên nhá, hàng thì được phân phối bởi tập đoàn Samsung. Đó, và đây thì nó sẽ là màu nho tự nhiên rất là đẹp luôn nhá. Đấy, màu nho tự nhiên rất đẹp luôn. Chất liệu của nó rất là đẹp. Đó, đây. Một bịch này của nó thì đóng gói rất là đẹp luôn. Hàng của Hàn Quốc này, Korea 100% nhá. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 90.000 nha. 90.000 cho một bịch nho khô như này thì rất là tiện các bạn. Các bác dùng để mua để cho biếu tặng làm quà hoặc là làm đồ Tết. Đấy, đựng trong một cái túi như này rất lịch sự luôn. Đây, Samsung này, nó rất chất lượng nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước rút tự hãm nhá. Thì nó sẽ có hai mẫu, mẫu 5m và mẫu 7m rưỡi. Hàng đều là của thương hiệu Nhật hết này. Đấy, Sanpu của Nhật các bạn này. Đấy, Japan này. Con này thì sẽ là dòng 5m nhá, rút ra nó sẽ tự hãm này, rút ra tự hãm này. Đấy, rất tiện luôn. Con 5m này thì 40.000. Đó. Còn 7m rưỡi này sẽ là 50.000. Ưu điểm của dòng này thì rút ra nó sẽ tự hãm, rút ra nó sẽ tự hãm. Các bác nhả ăn đâu nó vào đấy. Đấy, rất là tiện luôn. Thì dùng rất là sướng, không lo phải tính toán đi cái việc là hãm tay hãm chân. Đó, rất là tiện. Giá thì con 7m rưỡi này là 50.000 nhá, và con 5m này thì sẽ là 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dòng dao dọc giấy này. Đây, rất tiện ích luôn. Đó. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một con dao như này. Đó. Cái này chỉ còn có một đôi này thôi à? Bán hết rồi à? Đấy thì rồi. Đây thì nó sẽ là một con dao như này. Bán lẻ sẽ là 15.000, mua từ 3 cái trở lên thì em bán cho các bác 10.000 một chiếc. Về nhà các bác thích dùng cùn thì mình thay lưỡi cho em. Đấy, và con này rất là tiện. Thì bên trong của nó là bằng nhựa cứng, bên ngoài bằng cao su, dùng thì cực kỳ là đầm và chắc tay nhá. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn, chỉ có cho các bác là 15.000 một chiếc như này. Mua 3 chiếc thì sẽ là 30.000. Tiếp theo thì em còn mấy cái máy sấy tóc mini nữa này. Đấy, mấy cái máy sấy tóc mini như này. Đấy, con này em đang bán là 90.000. Thanh lý nốt cho các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ còn cho bác là giá đây. Đấy. Hàng thương hiệu Toshiba nhá, nóng rất là nhanh luôn. Đấy, sử dụng điện 220V. Đang bán là 90.000 nhá. Đấy, máy chạy cực kỳ là khỏe, nóng nhanh luôn. Sử dụng điện 220V nhá.
Đấy, con này thì em thanh lý nốt cho bác với giá 50.000 một chiếc nhá. 50.000 một chiếc cho một con máy sấy tóc như này. Đấy, các bác mua thì liên hệ nhá. Đấy, liên hệ. Rồi, ok. Chào các bác nhé, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô bình nhiệt hàng quân đội Mỹ nhá. Hàng này thì nó sẽ là một dòng cực kỳ cao cấp cho các bác rồi. Thứ nhất là có hai nắp này, một nắp giữ nhiệt và một nắp làm cốc luôn nhá. Hai nắp này đều có tính năng giữ nhiệt nhưng mà nắp này thì thêm chức năng làm cốc nữa. Hàng rất ngon lành cho bác luôn. Đấy, và dung tích của nó là 1,5 lít nhá. Có lưới lọc này, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha ngũ cốc, pha quác lại hạt đều ok. Dung tích 1,5 lít thoải mái cho bác sử dụng luôn. Giữ nhiệt của nó thì hàng mặc định của nhà sản xuất này, giữ lạnh là 36 tiếng này. Đấy, và giữ nóng là 24 giờ nhá. Hàng này thì cực kỳ ngon lành cho bác luôn. Ưu điểm của nó là hàng giữ nhiệt tốt này, có quai đeo, các bác có thể dùng đi mang đi học, đi chơi, đi làm này. Đấy, đặc biệt là các bác có thể dùng cả ngày được luôn. Đấy, dùng cả ngày luôn cho nên rất là tiện. Lên mã giúp em đó là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Bình nhiệt này, đấy. Bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Quân đội Mỹ giá sẽ là 190k nhá. 190.000 cho con bình xanh quân đội, còn các màu khác thì sẽ là 170k nhá. 170.000. Đấy. Riêng cái màu xanh quân đội này thì nó hiếm màu hơn một chút thì sẽ là 190.000. Còn màu inox, màu đỏ và màu xanh đen thì sẽ là 170.000 nhá. Ưu điểm của dòng này là dung tích của nó là 1,5 lít cho nên là các bác dùng được rất là lâu, thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ 5 đĩa này. Đấy, các bác lên cho em là bộ 5 đĩa nhá. Bộ 5 đĩa tròn. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này thôi. 120.000 nhá. Con to nhất thì đường kính của nó sẽ là 24 cm. Hàng thương hiệu Winling của Đức. Khá là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn này. 5 đĩa tròn giá sẽ là 120.000 cho 5 cái đĩa như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, con to nhất là khoảng 24 cm. Con này là 22 cm này. Con này là 20 cm này. Con này 18 cm này. Và con này nó sẽ vào khoảng là 14 cm gì đấy. Đấy. To, dày dẫn đẹp chắc chắn. Giá thì rất hợp lý cho bác, chỉ có 120.000 thôi. Hàng thương hiệu Winling hay hình người của Đức. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó, mà giá thì khá là hạt rẻ và hợp lý rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nho khô nhá, hàng của Nhật này. Đấy, một bịch này sẽ là 100k trong một bịch như này, 100.000 trong một bịch nho khô như này. Cái này thì các bác có thể dùng để uống trực hãm nước uống trực tiếp này, ăn trực tiếp này, hoặc là các bác dùng để làm thuốc hoặc ngâm rượu đều ok hết nhá. Hạt quả to đều đẹp, màu tự nhiên nhá, không có phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Con này thì nó sẽ là 100.000 trong bịch như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng như là mua để mình sử dụng trực tiếp rất là ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nho khô này. Nho khô thì hàng nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Đấy, được phân phối bởi tập đoàn Samsung đây. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đây. Đấy, đây tập đoàn Samsung này. Con này thì giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này nhá. Đấy, đây, hạt to đều đẹp này. Đấy, màu tự nhiên, không phẩm màu, không chất bảo quản nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 90k cho một bịch nho khô như này. Đấy, 90.000 trong bịch nho khô này các bác nhá. Đấy. Hàng thì nó sẽ là đóng bịch như này và các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý cho các bác thôi. Đấy, hoặc Tết về các bác mua để đi Tết được. Hàng của tập đoàn Samsung này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá. Đấy, bác nào có ô tô thì nên có một cái dây như này. Nó sẽ có cho các bác là dây dài khoảng từ 2 đến 3 mét nhá, từ 2 đến 3 mét. Phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Phần kết nối này đều bằng đồng hết nhá. Thì các bác kẹp vào cái bình. Ví dụ như là ô tô của các bác khi mà dọc đường nó bị chết. Đấy, chết máy thì các bác dùng cái dây này kẹp vào, gọi một cái ô tô khác đến, kẹp từ bình nọ sang bình kia, sau đó thì mình đề nổ thôi. Đó. Đấy, chất liệu của nó thì đều là bằng đồng hết nhá. Đấy, 2000 mAh này. Lên cho em là dây câu bình nhá, giá sẽ là 180k. 180.000 cái dây câu bình như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cây sâm thịt nhá. Đấy. Cái này thì để các bác chế biến thịt này. Đấy, đây. Nó sẽ là cái đầu sâm như này. Để các bác chế biến thịt thì mình sâm vào như này cho em. Đấy, đây. Đây ví dụ như em sâm này các bác. Đấy. Sâm này thì nó sẽ ra cái lỗ này. Ra cái lỗ này các bác này. Đấy, những cái lỗ này. Những cái lỗ này thì có tác dụng là nó để thẩm thấu các cái gia vị các bác tẩm ướp à. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Cái sâm thịt 40.000 à? Các bác lên cho em là sâm thịt nhá. Đấy, sâm thịt này. Giá của nó sẽ là 35k nhá. 35k cho một cây sâm thịt như này. Giá là giò luôn. Đấy, 35.000 cho một cây sâm thịt như này. Tiếp theo thì
bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái thả bồn cầu nhá, túi thả bồn cầu đấy. Thì một cái túi như này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một túi này thôi. Một túi này sẽ có 10 viên nhá, 10 viên tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Một túi này là 10 viên thoải mái sử dụng nhá. Các bác có thể dùng để mình thả trực tiếp vào cái bồn cầu nhà mình để mình sử dụng. Nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Đấy, 15.000 cho một túi. Đấy. Thì công năng của nó thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch này. Thứ hai là thơm này. Đấy, và thứ ba là tẩy trắng nhá, sạch thơm tẩy trắng. Lên cho em là túi thả bồn cầu giá chỉ có 15.000 thôi, 15.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp đựng tăm nhá. Đây nó sẽ là một cái hộp tăm như này. Đấy, hộp đựng tăm nhá. Con này thì nó sẽ là bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Các bác có thể dùng đựng tăm rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong cái hộp đựng tăm như này thôi. 95.000 một chiếc nhá. Đấy, 95.000 trong cái hộp đựng tăm này, các bác chỉ cần bỏ tăm vào đây. Đấy, mình nhấp như này là nó sẽ đẩy lên, mình lấy sau đó thì mình ấn nó vào. Hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn hoa lá cành này, chuyên dùng để đựng tăm. Giá thì chỉ có 95.000 trong cái hộp tăm như này thôi nhá. 95.000. Giá rất là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về các bác cái sản phẩm đó là cái đài FM các nhá. Đây. Đấy, các bác lên xem là đài FM này. Đấy. Các bác bật thì ở đây này. Đấy. Cho to đây nhá. Theo thống kê, dân số Hà Nam hiện có khoảng trên 800.000 người, trong đó có trên 400.000 nữ, chiếm khoảng 49,54% dân số toàn tỉnh. Trong đó, lao động nữ chiếm khoảng 51% dân số trong độ tuổi lao động. Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác tuyên truyền được xem là yếu tố then chốt, tạo nên sự thay đổi về nhận thức và hành động của nhân dân. To, cái này vừa là tắt bật vừa là to nhỏ luôn này. Đấy, các bác dò ở đây. Và con này các bác có thể kết nối MP3 để nghe nhạc nhá. Kết nối Bluetooth để nghe nhạc thì cái chức năng này em giới thiệu thêm thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho bác một viên pin rồi. Về nhà có cả dây sạc luôn, các bác chỉ việc sạc vào là dùng thôi. Con này thì các bác lên cho em là đài FM 260.000 nhá. Có cả đồng hồ luôn này. Đồng hồ thì về nhà các bác tháo cái lấy cả này ra này là đồng hồ nó chạy này. Ấn xuống đồng hồ chạy. Đây, đồng hồ chạy nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Và có dâu như này, có dâu này các bác dò để các bác dò đài mình bắt đài này. Đấy, bật lên cho em này. Để giúp họ nâng. Là các bác dò này. Đấy. Các bác cứ dò này cho em là ra này. Đấy. Rất là tiện ích nhá, và rất là nhiều đài luôn. Đấy, và khi dò này các bác để cho em chế độ FM để mình dò nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy. Chỉ có 260.000 cho một con đài FM như này thôi. Rất là tiện luôn. Đấy, các bác cứ về các bác dò là nó sẽ ra thôi. Tần sóng của nó rất là tốt luôn. Rất đẹp này. Lên mã giúp cho em là đài FM nhá. Giá của nó sẽ là 260.000 trong con đài FM như này. Rất tiện ích luôn các bạn. Đấy. Hello, chào các bác quay trở lại với số phạm huấn nhá. Bên em ship hàng toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship và ship code toàn quốc dưới 200.000. Vui lòng cộng cho em thêm 30.000, 20.000 ship đấy các bác nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái túi thả bồn cầu nhá. Một túi này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 10 viên. Thì các bác cứ dùng cho em là 1 tháng 1 viên là ok. Đó. Đa số là các bác dùng thì có thể là 1 tháng hoặc hơn 1 tháng thì các bác dùng cho em là một túi này là dùng 1 năm là ok. Các bác cứ thả cái viên này vào cái bồn cầu là nó sẽ nước nó sẽ ra màu xanh. Thì chức năng của nó thứ nhất là tẩy sạch. Đấy. Thứ nhất là tẩy sạch, thứ hai là diệt khuẩn và thứ ba là thơm nhá. Đấy. Thứ nhất là sạch này. Đấy, thứ nhất là sạch nhá. Thứ hai là diệt khuẩn này và thứ ba là thơm. Giá thì chỉ có 15.000 thôi. 15.000 cho một cái túi xả thả bồn cầu như này. Lên cho em là túi thả bồn cầu 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Đấy, bộ 6 hũ gia vị. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá như này và bao gồm cho các bác là 6 hũ nhá, 6 hũ. Một cái giá xoay như này và có kèm cho các bác là 6 hũ như này. Giá thì sẽ là 130.000 cho cái bộ 6 hũ gia vị như này. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là 6 cái hũ. 6 hũ như này thì rất là tiện. Các bác có thể là để mình đựng muối, mắm, mì chính, hạt tiêu rồi các cái loại hạt. Các bác cho vào đây cho em. Đó, vào đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lỗ nhỏ này, lỗ to và lỗ to hẳn luôn. Ba loại lỗ như này thì rất là tiện. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh nhá, cực kỳ dày dẫn, bền bỉ và chắc chắn. Cái nắp của nó bằng inox như này và có thể xoay như này. Các bác cho vào cho em là rất là tiện luôn. Lên cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá, 6 hũ gia vị. Giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, 6 hũ gia vị này. 6 hũ gia vị, giá sẽ là 130.000 nhá. 130.000 thì cái bộ 6 hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đồng, bỏ lên cái quyển sách.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ dao đen nhá. Bao nhiêu nhỉ? Lên theo là bộ dao đen, giá sẽ là 130.000. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo này. Đấy, rất là sắc luôn. Kéo này thì chức năng là cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn này, mở nắp chai này, khui bia này, rất là đa di năng luôn nhá, và kéo rất là bén này. Tiếp theo là một cái liếc này. Cái liếc này thì để các bác mài dao, ngoài mài dao theo bộ này thì các bác có thể mài các loại dao khác đều ok. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là ba con dao. Thì nó sẽ có cho các bác là một con dao thái như này nhá, con dao thái như này. Con này thì con dao thái này thì cũng rất là sắc luôn con này. Đấy, rất sắc luôn các bác nhá. Rất sắc luôn. Cán của nó thì là bằng cán nhựa thôi nhá, cán bằng cán nhựa thôi nhưng mà rất là chắc, sắc liền thân các bác nhá. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đó, cán nhựa như này. Đấy, tiếp theo nó sẽ là có là một con dao thái bản to này và một con dao chặt. Thì con chặt này thì nó dày vừa phải thôi, cho nên các bác dùng để băm chặt nhẹ nhàng thì được nhá, chứ còn không chặt được mạnh đâu. Đấy, không chặt được đồ gì đâu. Đấy. Và dao rất là bén luôn nhá, dao rất bén luôn các bác này. Đó, rất là bén luôn. Đấy, và con này thì con chặt, con này các bác chặt nhẹ nhàng hoặc là chặt gà cũng được, chặt gà được nhưng mà gà nhỏ thôi, còn gà to là không chặt được đâu các nhá. Đấy, gà nhỏ thôi. Dao rất là bén luôn các bác nhá. Đó, thì sẽ bao gồm cho các bác là ba con dao này, ba dao một kéo và một ba dao một kéo và một rũa như này. Đấy, lên trên là bộ dao đen, giá sẽ là 130.000 nhá. Bộ dao đen này, lên trên là bộ dao đen, bộ dao đen giá sẽ là 130k nhá, 130k. Đó, 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao chặt to đây. Đấy, các bác lên xem là dao chặt 1 cân nhé. Con này thì nó sẽ là dòng dao chặt 1 cân này, hàng made in Japan bác này. Đấy, made in Japan. Con này thì dao chặt 1 cân. Đấy, nặng là 1 cân. Con này thì các bác dùng để chặt gà, chặt cá, xương trâu, xương bò đều được hết. Bản của nó dày khoảng 5 ly nhá. Đấy, cán liền và chốt 3 đinh như này. Đấy, phần lưỡi này thì dài khoảng là 25 cm và tổng thể chiều dao, chiều dài của dao thì khoảng trên 30 cm. Rất là nặng luôn, nặng khoảng 1 kg nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là dao 1 cân nhá, dao 1 cân, dao 1 kg. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 230k nhá, 230.000. Đó, lên cho em là dao 1 cân, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Đấy, thì các bác mua về để mình cạo râu, vệ sinh mặt có nhá. Ở đây thì sẽ bao gồm cho các bác là 30 lưỡi này, 30 lưỡi như này, và kèm một bàn cạo và một lọ kem. Đấy, một bàn cạo, một lọ kem và 30 lưỡi như này nhá. 30 lưỡi như này. Giá thì chỉ có 60 cành thôi. Lưỡi của nó là lưỡi kép nhá, lưỡi kép. Dùng thì cực kỳ là sắc bén luôn, sắc bén luôn. Các bác dùng để mình cạo râu, vệ sinh cạo râu và vệ sinh mặt. Đấy. Thì rất là ok, giá rất hợp lý thôi. Một cái bộ lưỡi kem như này mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá chỉ có 30.000 thôi nhá. 60.000. Bao gồm cho các bác là 30 lưỡi và một bàn cạo, một 30 lưỡi, một bàn cạo, một hộp kem. Đấy, mà giá chỉ có 60.000 thôi. Đấy. Lên theo là bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem. Đấy, cả lưỡi cả kem luôn. Giá sẽ là 60k. 60.000 cho một cái bộ lưỡi kem như này. Rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sách các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ màu vịt nhá, bộ màu vịt. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ màu như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các em bé nhà mình. Đây, đấy. Sẽ bao gồm cho các bác là màu sáp, màu nước, màu bột, màu chì, rồi tẩy, rồi gọt bút, rồi đa di năng luôn. Đấy, lên cho em là bộ màu vịt nhá, bộ màu vịt rất đẹp như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Giá sẽ là 130.000 cho cái bộ màu vịt như này nhá. Đấy, màu bột này, màu sáp, màu nước, màu chì, tất cả các loại màu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000. Hàng nguyên trong cái hộp gỗ như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình rất là ok. Lên cho em là màu vịt nhá. Đấy, màu vịt giá sẽ là 130k. 130.000 cho cái bộ màu vịt như này, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đũa sợi thủy tinh 7 màu nhá. Đũa sợi thủy tinh 7 màu như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000. Đợt này về cho bác giá tốt chỉ còn là 60.000 cho một cái vỉ đũa sợi thủy tinh 7 màu như này nhá. Đấy, lên cho em là đũa 7 màu. Nó rất là đẹp luôn. Một vỉ này của nó là bao gồm là 5 đôi, được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc nhá. Giá thì rất là tốt luôn. Một hộp như này bao gồm là 5 đôi. Đấy, một hộp là 5 đôi và giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá chỉ có cho các bác là vỉ như này. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một vỉ đũa như này. Đấy, đũa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu nhiệt độ cao. Lên cho em là đũa 7 màu nhá. Đũa 7 màu. Đũa 7 màu giá của nó sẽ là 60k. Đấy, 60k cho một vỉ đũa 7 màu như này. Tiếp theo thì
Bên shop có về cho bác cái đũa Nhật cao cấp đây, lên cho em là đũa cô gái nhá, đũa cô gái. Một vỉ này của nó sẽ là 10 đôi, 10 đôi. Đấy, cũng là được làm từ sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc, hàng đũa cô gái Nhật nhá. Giá sẽ là 50k. 50k cho một vỉ đũa cô gái Nhật như này. Lên cho em là đũa cô gái Nhật, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái xiên hoa quả nhá. Đấy. Thì một vỉ này của nó, một hộp này sẽ là bao gồm là 10 chiếc nhá. Hộp này sẽ là 10 chiếc như này. Hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Winling hay người của Đức đây. Đấy, hàng thương hiệu Winling hay người của Đức này. Một vỉ này của nó sẽ là 10 chiếc. Đấy, một hộp này là 10 chiếc và giá sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một hộp 10 chiếc như này. Các bác có thể mua để mình ăn hoa quả thì mình xiên vào nó rất là tiện để mình dùng ăn hoa quả nhá. Dùng ăn hoa quả rất là tiện luôn. Đấy, lên cho em là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả một hộp như này của nó là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 trong hộp 10 chiếc như này. Lên cho em là xiên hoa quả nhá. Xiên hoa quả giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một hộp bao gồm 10 chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tinh dầu đuổi muỗi nhá. Quay lên cho em là đèn tinh dầu đuổi muỗi. Con này thì chức năng của nó là đuổi muỗi. Về nhà thì các bác xoáy cho em cả đèn cả tinh dầu vào. Đấy, tinh dầu các bác xoáy vào đây cho em. Đấy, chức năng của nó giúp cho các bác là đuổi muỗi nhá. Đấy, đây nó sẽ có cho các bác một cái lọ tinh dầu như này. Các bác xoáy cái nắp trắng này vứt đi, sau đó thì xoáy vào đây cho em và bật công tắc lên. Đấy, dây của nó thì có thể là rút ra hoặc đưa vào được nhá. Đấy, một cái bộ đèn tinh dầu đuổi muỗi như này. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 cho cả đèn cả tinh dầu luôn nhá. 70.000 cho cả đèn cả tinh dầu. Và hết thì các bác có thể mua thêm tinh dầu bên em có bán sẵn cho bác luôn. Hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước nhá. Đấy, xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, lên cho em là đèn tinh dầu đuổi muỗi nhá. Đèn tinh dầu đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là đèn tinh dầu muỗi nhá. Đèn tinh dầu muỗi giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho một cái bộ đèn tinh dầu muỗi như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái gen, các bác lên mã giúp cho em đó là gen co nhiệt nhá. 50.000 cho một cái hộp gen co nhiệt như này. Hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu. 328 đầu này, to nhỏ lớn bé mẹ con đầy đủ cả cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt 328 đầu, to nhỏ lớn bé đầy đủ cho các bác. Các bác có thể sử dụng trực tiếp đấy, đấu dây điện và sau đó thì mình luồn vào và mình đốt đi là nó sẽ sun vào, nó sẽ rất là chắc chắn và bền bỉ cho các bác nhá. Đấy. Lên cho em là gen co nhiệt nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một hộp bao gồm 328 đầu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lấy dây tai đa năng nhá. Lên cho em là lấy dây tai đa năng thì giá của nó sẽ là 30.000 cho một bộ như này, bao gồm cho các bác là 6 đầu luôn. Đấy, 6 đầu như này bằng inox 304 nhá, bao gồm cho các bác là 6 đầu lấy dây tai luôn. Rất là tiện, các bác có thể dùng để mình treo vào móc khóa xe, mình sử dụng trực tiếp hoặc là để ở nhà. Đấy, rất là tiện. Lên cho em là lấy dây tai nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là lấy dây tai đa năng. Giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 thôi. 30.000 cho một cái bộ lấy dây tai đa năng như này. Rất tiện ích để các bác có thể sử dụng gọi là mình sử dụng trực tiếp khi mà mình mang đi hoặc là treo vào móc khóa, rất là tiện. Tiếp theo thì em lên cho bác cái tay gọi cái này gọi là cái hít cửa nhé. Đấy, các bác đưa vào trong các cái cửa của mình, các cái tay nắm cửa của mình đó, và các bác khi mình đóng mở thì nó sẽ giảm chấn này, giảm chấn và nó sẽ hít vào. Nếu có gạch men là nó sẽ hít vào như này các bác này. Đấy, có gạch men nó sẽ hít như này thì nó sẽ giữ cho cái cửa của mình nó luôn là giữ. Đấy, rất là tiện. Và lên mã giúp cho em là hít cửa, giá sẽ là 15k nhé. Đấy, 15k cho một chiếc hít cửa như này. Các lên cho em là hít cửa này. Đó, hít cửa, giá của nó sẽ là 15k một chiếc nhé. 15k cho một cái hít cửa như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo tỉa các bác này. Đấy, lên cho em là kéo tỉa inox nhé. Con này sẽ là 50.000. 50.000 cho một con kéo tỉa inox như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng nội địa của Nhật đây. Made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm rất là tiện luôn. Đấy, tỉa rất là ngon các bác. Đấy, cắt tỉa rất là ngon luôn nhá. Đấy, bác dùng tỉa cây, tỉa cành, tỉa dăm rất là tiện. Giá thì chỉ có 50k thôi. Lên mã giúp cho em đó là kéo tỉa inox nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Đấy, lên cho em là kéo tỉa inox, giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho một con kéo tỉa như này. Đấy, hàng của Nhật made in Japan. Giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là hai bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng, giá thì chỉ có 50.000 thôi. 50.000 trong cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho bác là 5 khay và nắp của nó là nắp nhựa nhá. Nắp của nó là nắp nhựa.
khe nào nắp đấy các bạn, khe nào nắp đấy rất là tiện luôn. Đó, đây hàng thì cũng tương đối là khôn sinh để các bác có thể sử dụng đựng thực phẩm, đựng thức ăn nhé, đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Bộ của nó sẽ bao gồm là 5 khay như này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đó, khay nào thì nắp đấy luôn, nắp của nó là nắp bằng nhựa như này, các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn trong tủ lạnh các thứ rất là ok. Đấy, 5 khay inox siêu mỏng nhá, 5 khay inox siêu mỏng, giá của nó khay inox siêu mỏng này, khay inox siêu mỏng giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k trong cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này, các bác dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, để trong tủ lạnh hoặc để ngoài đều ok hết, giá thì rất là hợp lý cho bác luôn. Bộ 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá, 50k đó. Hello, chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video, trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác một con siêu phẩm, đó là máy sấy đũa nhá. Đấy, giờ thì nó bắt đầu chuẩn bị vào cái mùa nồm nhá. Mùa nồm thì nó rất là bẩn thỉu và rất là bụi bẩn nhá, thì các bác lưu ý cho em. Đó, mình dùng con này nó rất là tiện này. Đó, nó sẽ kèm cho các bác một cái một số cái quai đeo như này, về nhà các bác mắc vào cái đít này cho em này, mắc vào cái đít này để mình làm quai đeo, đeo đũa, đeo thìa này, đấy, đeo tạp dề này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái cáp sạc nhá, một cái cáp sạc sẵn dây như này rồi. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình và kèm cho các bác là một cái miếng dán này nữa, một cái miếng dán này, về nhà các bác đút tắt lên cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bóc cái mặt dán này ra để mình dán nhá. Đó, nó rất là tiện. Thì các bác dán lên tường, sau đó thì ở đây nó sẽ có một cái phần để chứa nước này các bác này. Đấy, có cái phần để chứa nước ở đây, rất là tiện luôn. Thì các bác có thể bỏ đũa vào đây, xong đó thì bật công tắc lên là xong. Thì mình chuyên để mình sấy đũa nhá. Sấy đũa nó rất là tiện luôn. Sấy đũa, sấy thìa. Đấy, đũa thìa các bác cho vào đây mình sấy cho em, nó rất là tiện. Lên cho em là máy sấy đũa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con máy sấy đũa như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, một cái dây cắm điện và 3 ngăn để đũa và thìa. Ở phía trong máy là có một cái quạt sấy để thổi khô đũa, hệ thống đèn UV để khử khuẩn, các bạn bấm nút phải lên. Bây giờ mình sẽ test thử máy này nha. Đầu tiên là các bạn tìm chỗ treo máy sấy, dán miếng dán và cài máy sấy lên. Bây giờ mình sẽ rửa cái đũa và cái thìa này, sau đó mình test thử nhé. Đấy, rửa đi, sau đó thì các bác đưa vào máy sấy cho nó xong. Đấy, rất tiện ích. Bỏ ngay cái kiểu để đũa như này đi, nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe của chính bạn. Trước thì mình hay dùng đũa gỗ ấy, nên là hay gặp cái tình trạng là đũa càng ngày không khô nổi, lâu ngày còn bị mùn răn khô. Cái máy này thì mình nghĩ nhà ai cũng nên có nhá, vì không chỉ sấy khô mà nó còn có cả tia UV để khử khuẩn nữa. Ngay cái kiểu để đũa như này đi, nếu bạn muốn bảo vệ sức khỏe của chính bạn. Trước thì mình hay dùng đũa gỗ ấy, nên là hay gặp cái tình trạng là đũa càng ngày không khô nổi, lâu ngày còn bị mùn răn khô. Cái máy này thì mình nghĩ nhà ai cũng nên có nhá, vì không chỉ sấy khô mà nó còn có cả tia UV để khử khuẩn nữa. Rất tiện nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình tưới cây nhá, hồ lô tưới cây. Con này thì hàng của Việt Nam thì bên em còn có 3 cái nữa thôi, thì bên em thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 70k cho một con hồ lô tưới cây này nhá. Còn 3 cái nữa thanh lý nốt cho bác, giá chỉ có 70.000 thôi. Đấy, hàng công nghệ của Nhật Bản này, của thương hiệu Suvina này. Con này bên em đang bán là 120.000. Hàng của Nhật thì sẽ là 120.000, còn hàng của Việt Nam liên doanh thì bên em thanh toán thanh lý nốt cho bác giá là 70.000 một chiếc như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái thảm lau chân này. Con này thì kích thước của nó sẽ là 40. Đấy, 40 nhân với 60, gọi là thảm 46 nhá. Bên em gọi là thảm 46. Cái này thì các bác dùng để mình lau chân này rồi để gọi là cửa nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là trước cửa nhà rất là tốt luôn. Đấy, ngoài cửa để các bác lau chân này, lau chùi này. Bên dưới của nó thì bằng cao su non nhá. Bên dưới là bằng cao su non. Đó, chống trơn trượt rất là tốt này. Bên trên thì nó là bằng cái lớp nỉ nhá, bằng cái lớp nỉ. Thì con này các bác dùng thì nó sẽ gọi là thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn và chống thấm ngược nhá. Nó chống thấm ngược cho nên là nó sẽ thấm vào đây và nó sẽ tự khô đi. Đấy, hàng thì rất là dày dẫn chắc chắn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên cho em là thảm 46 nhá. Thảm 46. Giá sẽ là 40k nhá. 40k. 40 45 nhỉ? À 45.000 các bác nhá. 45k. Đó, 45k, xin lỗi các bác. 45.000 cho cái thảm 46 như này. Các bác lên cho em là thảm 46, giá sẽ là 45.000 nhá.
Con này thì khá là dày dẫn chắc chắn và đẹp và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng các bạn. Đấy, hàng bằng cao su non, rất ngon lành. Bên trên là nỉ nhá. Và rất nhiều màu sắc rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mic karaoke, hàng của thương hiệu Tomahawa, made in Japan con này. Đấy. Con này thì dây của nó thì sẽ dài khoảng là từ 4 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 4 đến 5 mét và đều là hàng made in Japan nhá. Đấy, made in Japan con này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, từ dây đến mic đều là hàng made in Japan hết nhá. Đây, Tomahawa made in Japan. Đấy, thân mic các thứ cực kỳ là dày dẫn chắc chắn đẹp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Nó chỉ có cho các bác là 230.000. Đây. Đấy, đầu mic đầu miếc này, dập đột cực kỳ kỹ càng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đi 230.000, đã bao gồm phí ship cho các bác luôn, 230.000 cho một con mic dây Nhật thế này. Dây dài đến 4 đến 5 mét cuối năm rồi, chuẩn bị đến mùa karaoke. Các bác có thể mua để mình hát karaoke nghêu ngao rất là hay luôn. Giá chỉ có 230.000 cho các bác thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ấm pha trà nhé. Đấy, đây nó sẽ là một con ấm pha trà với dung tích là 1 lít. Dán lên cái này nào. Dung tích là 1 lít nhá. Đấy, ấm pha trà. Bỏ thành cái nạo 3 món với con dao ra đây luôn. Đấy, ấm pha trà nhá, dung tích là 1 lít và con này thì màu của nó là màu đen rất là đẹp luôn. Màu đen rất là đẹp các bác ơi. Đấy. Kia con dao hộp đen này. Đấy. Rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 cho một con ấm pha trà như này. Dung tích của nó 1 lít, bên trong của nó là inox 316 nhá. Đấy, và đây nó sẽ có cho các bác một cái tấm lọc như này. Đấy, các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt, các bác có thể bỏ vào đây hoặc là các bác có thể bỏ trực tiếp vào, tại vì cái này nó đã qua cái lọc này, khi nó rót nó cũng qua cái lọc này nhá. Và khi rót này các bác bóc cái lẫy này cho em này. Đó, rất tiện ích luôn. Một con ấm pha trà như này. Dung tích của nó là 1 lít, giá thì chỉ có 110.000 thôi. Lên cho em là ấm pha trà nhá. Ấm pha trà giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con ấm pha trà như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nạo 3 món nhá. Ở đây nó sẽ là một con nạo 3 món như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 món. Đây, 3 món như này. Đấy, 3 món như này nhá, rất là hữu ích luôn. Một con nạo dọc này. Đấy, một con nạo dọc. À, một con nạo ngang như này. Và con này nạo dọc có 2 lớp luôn. Hai đầu, một đầu là nạo vỏ, một đầu là nạo sợi này. Và một cái con dao nhọn như này. Các bác có thể dùng để nhổ lông gà này. Đấy. Hoặc là các bác dùng để mình làm lòng gà, lòng cá cũng rất là ngon. Thì cái bộ như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 25.000 nhá. 25.000 thôi. Đấy, các bác lên cho em là bộ nạo 3 món, giá chỉ có 25.000. Bây giờ bình thường nếu các bác đi mua một cái nạo bình thường thôi, nó cũng đã phải mất vài chục nghìn rồi. Đấy, thế mà đây 3 món như này, cả nạo, cả dao là đánh vẩy cá rồi kẹp cua ghẹ các kiểu con đỉa điểu như này. Đấy, đánh vẩy cá rồi vệ sinh như này. Mà giá chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. Đấy, giá rất là tốt cho các bác luôn. Đấy, con này thì các bác dùng nó rất là tiện, cuối năm rồi thì các bác sắm đồ trong gian bếp nhà mình rất là ok nhá. Lên mã giúp cho em đó là nạo 3 món nhá, hàng của Nhật mà giá chỉ có 25k thôi. Nạo 3 món, giá sẽ là 25k nhá. 25.000 cho con nạo 3 món như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao gọt của thương hiệu Wattbo nhá. Đấy. Các bác lên cho em là dao gọt 2 nhá. Con này thì siêu bén cho các bác luôn. Đó, hàng của thương hiệu Wattbo đây. Đấy, Wattbo, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đó, Japan con này. Đó. Con này thì siêu bén luôn, không cần dọc giấy đây, em dọc trực tiếp dây bóng cho bác xem này. Đấy. Rất là bén nhá, các bác theo, siêu bén luôn. Đó. Chiều dài của nó là 20 cm. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 70.000. Bỏ vào thanh ký. 70.000 cho con dao gọt như này nhá. Lên tiền là gọt 2, giá sẽ là 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con dao đây. Đó là con dao vân gỗ nhá. Con dao vân gỗ như này. Con này thì siêu bén cho các bác luôn. Đó. Dao thái vân gỗ nhá. Đấy, con này thì hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và con này cũng rất là bén luôn. Đây, để em sẽ dọc dây bóng cho các bác xem. Đó. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác này. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130 cành thôi. 130.000. Đấy, dao rất là bén luôn. Dọc dây bóng được như này là các bác biết rồi. Hàng của thương hiệu Seki Japan này, hàng của Nhật nhá. Made in Japan như này. Đấy, dao thái vân gỗ rất là ngon luôn. Đấy, siêu sắc bén cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao thái vân gỗ nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000. Dao thái vân gỗ này, lên cho em là thái vân gỗ nhá. Thái vân gỗ, giá của nó sẽ là 130k. Chiều dài của dao khoảng 30 cm và bản của dao thì khoảng 4 cm thôi nhá. Con này thì rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Rồi ok. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác. Chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và thân người các bác nhá. Đó, em Phạm Huấn lại quay trở lại.
lợi hại hơn xưa. Giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 ship nữa các bác nhé. Đó, sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Cứ bỏ lên kia cho anh kiểm tra xong ấy. Bộ cưa kéo như này thì bên em bán theo combo nhá, combo là 4 món như này sẽ là 160.000 các bác này. Đấy, combo 4 món 160.000 cho các bác luôn. 160.000 cho 4 món như này. Đấy, và em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một và cũng có bán lẻ luôn nhá. Đấy. Thì đầu tiên các bác lên mã giúp cho em cái con này, nó sẽ là kéo cành cam này, kéo cành cam. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác sẽ là 70.000 cho một con kéo cành cam như này nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng này đều là hàng của Nhật hết nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Hàng made in Japan con này, made in Japan. Chuyên để con này chuyên để các bác cắt cây, cắt cành, tỉa cây, tỉa cành, tỉa răm cực kỳ là ngon luôn, cắt rất là ngọt nhá. Kéo sắc, cắt đằm, kéo rất là ngon luôn nhá. Đó, đây các bác này. Con này thì các bác lên cho em là kéo cành cam, hàng thép SK5 made in Japan con này, made in Japan. Thép SK5 không gì nhá. Con này thì bên shop sẽ gửi tới các bác cái giá đó là 70.000 nhá. 70.000 cho một con kéo cành cam như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70.000. Đó. Lên cho em là kéo cành cam nhá. Kéo cành cam này, giá sẽ là 70.000 cho một chiếc kéo cành cam như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái kéo tỉa này. Đấy, cũng hàng made in Japan luôn, hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan. Đấy, thì con này các bác mua lẻ thì giá của nó sẽ là 50.000. 50.000. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Đấy, nó sẽ là màu inox sáng bóng đẹp như này. Mua lẻ thì con kéo tỉa inox này sẽ là 50.000 nhá. Hàng made in Japan con này. Đấy, chữ made in Japan khắc chìm luôn các bác nhá. Đó. Giá con này sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Con này thì các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, tỉa răm rất là ngon luôn các nhá. Đó, tỉa răm. Đây con này. Đấy, tỉa răm rất là ngon luôn. Đấy. Cắt tỉa răm thì con này rất tuyệt vời luôn. Con này thì giá nó sẽ là 50.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa inox nhá, kéo tỉa inox, hàng made in Japan con này. Đấy. Lên cho em là kéo tỉa inox nhá. Kéo tỉa inox giá của nó sẽ là 50.000 này, 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là cái con cưa lách này. Đấy, hàng made in Japan nhá, made in Japan. Đây. Đấy. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác một con cưa lách như này, giá của nó sẽ là con cưa lách này là bao nhiêu nhỉ? 40.000 nhá. 40.000 cho một con cưa lách như này. Đấy, các bác lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách, giá sẽ là 40.000. Hàng của nó cực kỳ chất thép, của nó hơi bị ngon luôn các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn, không sợ bị gãy gập nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một con cưa lách như này. Lên cho em là cưa lách nhá, cưa lách, giá sẽ là 40.000. Đó, các bác lên mã giúp cho em đó là cưa lách này. Cưa lách này. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con cưa lách như này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con cưa gấp này. Đấy, con cưa gấp. Hàng cũng của Nhật nhá, Japan này. Đó, made in Japan như này. Con này thì nó sẽ về theo lô, có lô thì dài là 25 sen, có lô là 30 sen nhá. Đấy, thì hàng về lô nào em gửi lô đấy thôi. Giá con này thì sẽ là con cưa gấp này là bao nhiêu? 50.000 nhá. 50.000 cho một con cưa gấp như này. Đây. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Uốn cong thoải mái luôn các bác thấy không? Chất thép của nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy. Vặn ngược vặn xuôi thoải mái nhá. Đấy, không dùng nữa các bác, gấp gọn vào cho em. Cực kỳ chất lượng luôn, tanh tách luôn các bác nhá, rất là ngon. Cưa mở hình hạt bông như này, khi các bác sử dụng thì nó rất là tuyệt vời nhá. Đấy, cưa mở hình hạt bông như này. Đó, khi các bác dùng thì nó rất là tuyệt vời, rất là dễ cưa. Đấy, hình hạt bông như này nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Con này thì các bác lên cho em là cưa gấp trắng đen nhá, cưa gấp này. Lên cho em là cưa gấp. Cưa gấp giá của nó sẽ là 50.000 cho một con cưa gấp như này nhá. 50.000 cho một con cưa gấp như này. Đó, thì combo cho các bác bao gồm là 4 món như này nhá. Đấy, nếu các bác mua 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000, 160.000 cho 4 món như này. Đấy, giá sẽ là 160.000. Các bác lên cho em là bộ cưa kéo nhá, bộ cưa kéo. Bộ cưa kéo. Bộ 4 món cưa kéo này, 4 món cưa kéo, 2 cưa và 2 kéo, giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho bộ 4 món cưa kéo. Rồi ok. Vâng, lại là em Phạm Huấn đây các bác nhá. Đó. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác
Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái dầu gội đầu hàng của thương hiệu Clear. Dòng này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, hàng chính hãng của Clear nhá. Và hàng này của nó thì nó sẽ là hàng cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan nhá, chứ không phải là hàng của Việt Nam mình đâu. Đó, hàng cao cấp nhập khẩu và phân phối bởi đất nước Thái Lan nhá. Thái Lan các bác này. Đó, đây. Bangkok Thái Lan các bác này. Đây. Bangkok Thái Lan nhá. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Địa chỉ mã tem mã vạch đàng hoàng nhá. Unilever nhá, hàng của Unilever, một trong những cái thương hiệu rất là nổi tiếng và rất là ưa chuộng của Việt Nam và thế giới nhá. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em đó là dầu gội đầu Clear, nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu trắng như này, màu xanh màu trắng như này. Cái này là bao nhiêu nhỉ? 90.000 à? Các bác lên cho em là dầu gội đầu Clear nhá. Con này trước em đang bán 90.000, đợt này về cho bác giá tốt luôn, giá chỉ còn là 80.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Đấy, có hai màu, màu xanh và màu trắng nhá. Màu xanh và màu trắng nam nữ đều dùng được hết nhá. Nam nữ đều dùng được hết. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, màu xanh thì lấy mà màu trắng thì lấy. Màu xanh thì nó có nhiều bạc hà hơn thì nó the mát hơn, còn màu trắng này thì ít bạc hà hơn một chút nhá. Đó, còn nam nữ đều dùng được cả. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này thôi. 450ml các bác nhá, gần một nửa lít như này mà giá chỉ có cho các bác là 80.000 một lọ thôi. Con này nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua thì 120-150 nhá, 120-150 cho một cái lọ dầu gội đầu Clear như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm của Thái Lan đây. Đấy là đó là cái viên thuốc chuột nhá. Đấy, gọi là kẹo chuột. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì thị phần của nó là số 1 của Thái Lan và hàng đầu thế giới luôn. Đấy, thị phần bán của nó rất là khủng khiếp và bên shop cũng bán rất là nhiều sản phẩm này rồi các bác nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là kẹo chuột, giá sẽ là 30.000 nhá. Kẹo chuột. Đấy, giá sẽ là 30k. Con này thì phần bán của nó là số 1 của Thái Lan và hàng đầu thế giới luôn. Con này thì nó có cái màu này là màu hồng, nó thu hút chuột và rất là nhiều các loại chuột đã ăn và chết nhá. Đấy, chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột mẹ, chuột con, chuột nhà, chuột đồng ăn đều chết hết các bác nhá. Đó. Nhiều khách là kêu là chết tận quá mà không, nó chui rúc vào trong gầm giường rồi các cái vị trí mà không tìm được rồi thối ngậu cả nhà lên các bác nhá. Đó thì con này rất là tiện ích luôn, giá thì chỉ có 30k cho một lọ kẹo chuột như này thôi. Sản xuất tại Thái Lan, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng đây. Đấy, Thái Lan này các bác này. Giá 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm rất là hay, đó là cái bộ kim chỉ nhá. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. Con này thì các bác dùng để mình gọi là sửa chữa quần áo, may đo rồi nói chung là đa di năng được hết. Mà cái giá thì nó lại rất là hợp lý cho anh em và các bác. Chỉ có cho các bác là 25.000 trong hộp kim chỉ như này. Đầy đủ này, có đầu xỏ kim này, rồi đê này, rồi kéo này, rồi thước đo này. Bên dưới thì sẽ có cho các bác là một hộp kim và bộ chỉ như này. Đấy, đầy đủ combo như này. Giá là 25.000. Đấy, kim băng này, rồi đầy đủ cho các bác luôn thước đo nhá. Bộ chỉ 10 màu nhá và rất là nhiều các cái chi tiết khác. Thì nói chung là các bác mua cái này là quá là rẻ đấy. Bình thường em đố các bác đi đâu mà mua được 25.000 mà được 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, 10, 12 quận chỉ như này các bác nhá. Đấy. Hàng nó về theo lô, có lô thì 10 quận, có lô thì 12 quận chỉ các bác nhá. Đấy. Thì bây giờ đi mua mà một phát mà được 12 quận chỉ đủ màu này đã là khó rồi. Đấy mà đây còn kim rồi còn các cái chi tiết đi kèm nữa. Đầy đủ combo cho các bác luôn. Mà cái giá thì lại rất là hạt rẻ nhá. Giá chỉ có cho các bác là 25k thôi. Lên mã giúp cho em là kim chỉ nhá. Đấy. Kim chỉ giá sẽ là 25k cho một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái Thunder A1 nhá. Đấy. 160.000 cho một con Thunder A1 như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật luôn. Bộ này thì các bác nên mua một bộ như này 160.000 mà có tới 3 chi tiết cho các bác luôn nhá. 3 chi tiết. Thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác, thứ nhất là một con Thunder rất là dày dẫn chắc chắn, hàng bằng đồng nhá, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Con Thunder này các bác có thể dùng cắt tóc, cạo râu, chấn viêm đều được hết này. Đấy, cắt tóc, cạo râu, chấn viêm đều ok hết này các bác này. Đấy. Máy chạy cực kỳ khỏe và êm luôn. Đấy. Và ưu điểm của con này là không ăn da. Đấy, các bác có thể dùng để mình cắt tóc cho người già, trẻ em đều ok nhá. Cắt tóc, chấn viêm rất là ok luôn. Hàng khỏe, bền đẹp chắc chắn. Đó, tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một con máy cạo râu này. Con này là máy cạo râu. Đấy, đây máy cạo râu này, các bác nhấp vào này nó sẽ cạo các bác này. Đấy. Bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Khi các bác cạo thì các bác nhấp vào cho em nhá, nhấp vào cho em. Đó. Một máy cạo râu này, xoáy cái đầu này ra thì các bác sẽ sử dụng cái đầu này để tỉa lông mũi nhá. Đây nó sẽ có một cái đầu tỉa lông mũi này. Đấy, thì hàng này sẽ là 3 chức năng luôn. Thunder A1 3 chức năng. Đấy, cắt tóc, cạo râu và tỉa lông mũi nhá.
cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. Đó, con này dùng để cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi rất là ngon đấy, em vừa tỉa lông mũi đấy các bác nhá. Đó, đứt sần soạt luôn. Rất là tuyệt vời. Đấy thì các bác có thể dùng đa di năng luôn, chức năng là cắt tóc, cạo râu và tỉa lông mũi. Rất là đa di năng cho các bác nhá. Đấy bộ sản phẩm như này. Thì giá thì bên shop đang gửi tới các bác combo. Đấy combo một cái bộ sản phẩm như này, cắt tóc, cạo râu, tỉa lông mũi, giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ A1 nhá. Tăng đơ A1 giá sẽ là 160k. Đó, tăng đơ A1 nhá. Lên mã giúp cho em đó là tăng đơ A1 nhá. Đấy, tăng đơ A1 giá sẽ là 160k nhá. 160.000 cho tăng đơ A1 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên cho em là bộ dao sói nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ dao sói như này. Và giá sẽ là 100.000 cho một cái bộ dao sói như này nhá. 100k cho một cái bộ dao sói như này. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là có tới 4 con dao, một kéo và một kia 4 dao, một kéo và một kia Minh ơi. Đưa anh quyển sách. 4 dao, một kéo và một kia nạo cho các bác luôn. Đấy, 4 con dao như này nhá. Dao thì siêu bén luôn. Đây em sẽ test dọc giấy cho các bác xem này. Đó. Hàng siêu bén cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đây, đấy các bác nhá. Con nào cũng sắc như nước hết các bác nhá. Đấy, con nào cũng sắc như nước hết các bác này. Đấy. Dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác thấy không? Đấy. Có sẽ có cho các bác là 4 con dao luôn. 4 con dao như này các bác này. Dao thì siêu bén rồi các bác nhá. Đó. Bao gồm cho các bác là 4 con dao như này. Đấy, 4 con dao này các bác này. Đấy, đây. Bao gồm cho các bác là 4 con dao như này nhá. 4 con dao này. Một kéo và một kia một kéo này, con kéo này đa di năng luôn, kẹp cua ghẹ, khui bia rồi cắt gà, cắt cá đều được hết nhá. Đó. Và một cái nạo như này nữa, một cái nạo này nữa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Hàng bán thanh lý cho các bác dùng ngày Tết nhá. Bán thanh lý cho các bác dùng ngày Tết, giá siêu rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một bộ dao sói như này. Bộ dao này phải nói là bộ dao sinh viên luôn nhá, bộ dao sinh viên. Giá thì cực kỳ tốt và hàng chất lượng cho các bác luôn nhá, hàng chất lượng và giá tốt luôn. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng và giá rất tốt cho bác luôn. Lên cho em là bộ dao sói nhá, bộ dao sói này. Dao sói, giá của nó sẽ là 100k tròn nhá, 100.000 tròn cho cái bộ dao sói này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia bộ ấm mặt trời nhá. Đây nó sẽ là một cái bộ ấm như này. Đấy, một cái bộ ấm như này các bác này. Đấy và Minh ơi, có kèm cho các bác là một cái đựng trong một cái hộp rất xịn sò luôn. Đấy, bỏ cho anh mình cái tăm mấy cái ấy đây. Cái massage đây, dòng dây điện luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay bằng một cái khay để úp chén là bằng tre như này này. Đấy, kèm thêm cho các bác là một cái khay đỡ bên dưới này, một khay đỡ bên dưới này. Đấy, khay đỡ nước luôn. Đấy và bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là có một cái chuyên. Chuyên này thì nó nhỏ vừa thôi nhá, trong lòng bàn tay thôi. Đây các bác này. Đấy, trong lòng bàn tay như này. Chuyên này pha trà 3 đến 5 người uống là ok. Đó, 3 người 5 người uống là ok. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này. Đấy, 6 cái chén như này. 6 chén này. Đấy, một chuyên 2 4 6 chén này và kèm thêm cho các bác là một cái hũ đựng trà nữa, hũ đựng trà như này. Đấy, một chuyên 6 chén và hũ đựng trà như này. Giá thì bên shop đang phân phối cho các bác cái giá chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 trong cái bộ ấm mặt trời như này. Rất chất lượng xịn sò luôn, chất liệu của nó thì bằng đất nung nhá. Đấy và cái hũ này thì cũng đựng được là từ 3 đến 5 chuyên tre. Đó. Thì các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong một cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời. Giá sẽ là ấm mặt trời giá sẽ là 140.000 thôi. 140k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bông ngoái tai. Một hộp này của nó sẽ là 200 chiếc luôn. 200 cái như này. Hàng thì hàng gọi là hàng của Nhật cao cấp, đã qua diệt khuẩn nhá. Đã qua diệt khuẩn rồi. Các bác về chỉ việc sử dụng thôi. An toàn cho sức khỏe luôn. Đấy, các bác tắm xong, rửa xong vệ sinh hoặc bác nào chuyên dái tai ướt thì mình dùng con này cho em rất là tiện. Đấy và cái phần này của nó thì nó sẽ là bằng bằng giấy như này các bác này. Đấy, khi các bác dùng thì không sợ nó bị gãy nhá, không sợ nó bị gãy. Đấy, nó bằng giấy mềm.
Đấy, dùng rất là ngon luôn. Các bác dùng để ngoái tai vệ sinh rất là tốt. Một hộp này của nó là 200 chiếc, giá thì chỉ có cho các bác là 20.000 thôi. 20.000 cho một cái hộp mà bông ngoái tai này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bông ngoái tai nhá. Giá của nó sẽ là 20k cho một hộp như này. Rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này nhá. 20.000 cho một hộp bông ngoái tai như này. Giá sẽ là 20k nhá. 20k cho một hộp các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage 16 bi nhá. Massage 16 bi. Đó. Con này thì bỏ sang con dao. Con này thì nó sẽ là một cái dòng massage rất là tiện luôn, để các bác có thể dùng để mình massage rồi. Các bác lên mã giúp em đó là massage 16 bi nhá. Con này thì các bác có thể dùng để mình cắm trực tiếp điện 220 mình sử dụng luôn. Giá sẽ là 290.000 cho một con massage, cho một con massage 16 bi như này. Lên cho em là massage 16 bi 290.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác có thể là kiểm tra và thanh toán nhá. Cắm trực tiếp điện 220V cho em này. Đấy. Con này của nó thì các bác có thể dùng để massage cổ, vai, gáy rồi bắp tay, bắp chân nhá. Chứ còn massage cả người thì không được đâu các bác. Người của các bác to mà đè lên thì nó sẽ không chịu được tải các bác nhá. Đây, nguồn này các bác bật lên này. Con này nó có cả hồng ngoại luôn. Có cả hồng ngoại thì giúp cho các bác khi mà mình massage thì nó sẽ làm nóng cơ thể này, giúp cho máu huyết lưu thông, đả thông kinh mạch nhá. Chất liệu của nó này bằng lưới, chỗ này bằng lưới, còn chỗ này bằng da này, rất là xịn luôn nhá. Bằng da rất là xịn, hàng cao cấp cho bác luôn. Và có chế độ này. Đấy, có chế độ tự động này. Đấy, tự động này. Và có chế độ cho các bác là đảo chiều này, lên xuống này, núi này, xoay tròn này, rồi tắt nguồn này các bác này. Rất là tiện luôn. Hàng thì rất chất lượng nhá. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 16 viên bi, mỗi bên 8 viên, giúp cho các bác là massage cho cái cơ thể của mình cực kỳ là tốt luôn. Đó. Và có dây cắm trực tiếp này, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đây, có cái đầu kết nối như này các bác này. Đấy, đầu kết nối này về nhà các bác cắm điện thôi. Lên cho em là massage 16 bi nhá. Con này thì giá bên shop đang trân trọng gửi tới các bác, giá chỉ có cho các bác là 290.000 nhá. 290.000. Lên cho em là massage 16 bi này. 16 bi nhá. Massage 16 bi, giá sẽ là 290k nhá. 290.000 con massage 16 bi. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là hàng gửi đến các bác bom hàng nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đây thì nó sẽ là bao gồm là một cái đầu như này, một cái đầu như này và một tay công, và có cho các bác là ba cái lưỡi, các bác lắp cái đầu lưỡi vào đây cho em. Đấy, thì khi mà các bác dùng là nó sẽ xoay như này thì nó sẽ giúp cho các bác là đẩy cái lưỡi cưa lên xuống để mình giúp mình cưa sắt, cưa thép, cưa gỗ đều được hết. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này thôi. Đấy. Các bác có thể lắp vào máy khoan pin, máy khoan tay nhá, để các bác cắt như này rất là tiện này. Đấy. Con này thì nó thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Đấy, các bác có thể cắt gỗ này, hoặc là cắt sắt hoặc cắt ống nước đều được. Nhưng mà con này thì thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Nhà các bác có máy khoan, máy cưa các bác đưa vào cho em. Đấy, sử dụng rất là đơn giản, gọn nhẹ và rất là tiện ích này. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa này, giá sẽ là 80.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn. Các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá. Đèn 4 cánh mini. Con này thì nó sẽ là dòng mini thôi. Và cái công suất của nó thì con này thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá. Con này thì nó rất là nhỏ thôi. Đấy, và nó sử dụng là mở ra như này. Và nó bằng dạng là LED nhá. LED các bác. Đấy, nó là dạng LED. Thì đây, em sẽ bật thử cho các bác xem. Con này thì giá cũng khá là hợp lý thôi. Giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Công suất của nó sẽ là 28W đấy nhá. 28W, khá là sáng luôn đấy các bạn. Đấy, các bác thấy không? Đây, rất sáng luôn. 28W nhưng mà rất là nhỏ gọn. Rất là nhỏ gọn các bác này. Bật lên thì cũng là sáng chói chang luôn. Các bác thấy không? Chưa? Đó, rất sáng nhá. Đây. Đấy, các bác thấy không? Rất sáng này. Đấy, và nó sẽ có 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W, rất là chắc chắn các bạn, rất chắc chắn luôn. Và con này thì nó là dòng siêu sáng đấy. Nhỏ nhưng mà lại có võ, 28W các bác nhá. Đấy, 1 2 3 4 cánh và một cái bên trong như này. Sáng trắng luôn đấy các bạn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện. Mình dùng để sử dụng các cái công việc, ví dụ như là các bác có thể dùng để mình để bàn đọc sách này, hoặc là dùng để ăn cơm ăn nước, hoặc nói chung là các cái khu vực nào các bác cần cái độ sáng tương đối. Đấy, không sáng quá và cũng không quá yếu thì dùng con này cho em. Công suất của nó sẽ là đây, đấy em để lại tí nữa cho các bác xem nhá. Đó. Khá là sáng đấy các bạn. Đấy.
nó mini thôi. Cái đường cánh của nó khi mà mở ra thì nó vào khoảng là 20cm nhé. Đấy, khi mà mở ra thì nó vào 20cm như này. Đó, rất là sáng luôn. Hàng thì dày dẫn chắc chắn nhá. Công suất mặc định của nó là 28W. 28W các bạn nhá. Đó, 28W sử dụng điện 220V. Đây, rất nhỏ gọn như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá. Đấy, đèn 4 cánh mini. Đấy, lên cho em là bóng 4 cánh nhá, bóng 4 cánh. Bóng 4 cánh mini này, 4 cánh mini nó rất là nhỏ nhá. Rất là nhỏ, khi mở ra thì nó vào khoảng là 20cm thôi, còn khi để nhỏ nó trong lòng bàn tay như này thôi. 4 cánh mini nhá. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái con bóng 4 cánh mini như này. Đấy. Đèn 4 cánh mini như này các bác nhá. Rất là nhỏ này. Khi mở ra thì nó vào khoảng là 20cm nhá. Con này thì rất tiện ích luôn và khá là sáng nhá. Đấy. Lên cho em là bóng đèn 4 cánh mini. 4 cánh mini giá sẽ là 40.000. 40.000 một chiếc như này. Rất nhỏ gọn thôi. Các bác dùng nó rất là tiện. Thay cho những cái quả bóng bình thường ở nhà nhà mình thôi, chứ không có cái gì là cầu kỳ cả. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k nhá. 40k một chiếc, lên cho em là bóng đèn 4 cánh mini. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia vòi tưới cây tăng áp nhá, vòi đồng tưới cây tăng áp. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi như này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước và có cho các bác là ba cái cút nối như này. Vòi tưới cây tăng áp giá sẽ là, lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá, vòi đồng tăng áp. Giá sẽ là 50.000, 50k cho một con vòi đồng tăng áp như này, một đầu vòi ba cút nối như này, rất tiện ích luôn. Để các bác có thể mình sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, các bác có thể điều chỉnh nha, để mình rửa này, xịt rửa này, tưới cây này, rửa xe này, rất là tiện luôn nhá. Đó. Tưới cây, rửa xe đều rất là tiện và có đầu vòi như này các bác có thể điều chỉnh này. Đóng ngắt trực tiếp được luôn, chỉ cần lắp vào là xong. Đó, bình thường thì như cái này của họ bán là nó không có đầu cút nối nhá. Đấy, còn bên em bán là có cút nối cho các bác luôn. Có thể điều chỉnh giúp tăng giảm áp lực nước rất là tốt. Lên cho em là đầu vòi vòi đồng tăng áp. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhé, 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bạt phủ xe nhé. Đây nó sẽ làm cái bạt như này. Đấy, chiều dài của nó là 1m và chiều dài là 2m, chiều rộng cũng là 2m. Và các bác có thể chùm lên cho một cái xe máy rất là tiện luôn. Phủ xe máy, xe đạp đều ok hết nhé. Lên cho em là bạt phủ xe này. Bạt phủ xe, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000, chất liệu của nó là vải bạt nhá. Vải bạt cho nên là dùng rất là bền. Các bác này, đấy, khi các bác dở ra chùm lên cho em. Đó, nó sẽ chùm kín được cho các bác luôn, nó rất là tiện ích nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, khi nó chùm lên nó sẽ chùm hết lên như này các bác này. Rất tiện ích luôn đây. Đấy, đây nhá. Một con xe như này. Các bác dở ra cho em là mình chùm lên này. Rất đẹp, rất tiện ích luôn. Mưa gió rồi nói chung là nắng này, mưa nắng đều phủ được hết nhá, rất tiện ích luôn. Xe tay ga, xe to, xe nhỏ đều vừa hết nhá. Đấy, trời mưa trời nắng các bác chỉ cần phủ lên cho em như này thôi. Khi mình ngồi thì nó sẽ không bị nóng này, và khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, che mưa che nắng cực tốt luôn. Lên cho em là bạt phủ xe, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một phao này. Một phao như này. Đấy, một phao kèm cho các bác là một cái đầu vòi để điều chỉnh đầu nước ra này. Và có cho các bác là một cuộn băng keo luôn. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái bộ phao nước như này. Đấy, 60.000 cho bộ phao nước như này. Nó sẽ là dòng phao cơ. Đấy, ngắt tự động khi mà nước tràn lên ngập phao 1cm thì nó sẽ ngắt nhá. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá. Đang bán 70.000, giá đợt này về cho bác 60.000 cho một cái phao nước như này. Rất tiện ích luôn. Đây các bác này. Đó. Các bác chỉ cần là thả vào như này thôi. Nước nó lên là nó sẽ tự ngập lên một phân là nó sẽ tự ngắt nhá. Đấy, coi theo. Ngắt luôn. Bỏ ra nó chảy này. Rất là tiện ích luôn. Không phải dùng những cái phao truyền thống, nó rất là bất tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 những cái phao nước như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, nó sẽ là bằng dòng cao su như này. Đấy, dòng cao su dệt than tổ ong hai lớp như này. Khi các bác ngồi thì cực kỳ là êm và thoáng khí này. Đấy, êm thoáng khí. Bác nào mà hay ngồi văn phòng này, hay là bị bệnh trĩ này, hoặc là hay ngồi làm việc lâu, đấy, gây nhức mỏi thì các bác dùng cái này cho em. Rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đệm ghế như này thôi. Dùng để mình ngồi thì nó rất là êm ái, và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái dạng vải dệt thoáng khí nhá.
vải dệt thoáng khí, và bên lớp một mặt là để lớp cao su non như này các bác ngồi cho nó khỏi bị trơn trượt này, mặt trên thì dệt thoáng khí rất là êm luôn. Đấy các bác ngồi nó có cái độ đàn hồi, kể cả các bác để cả quả trứng lên đây ngồi nó cũng không bị vỡ đâu. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế, giá sẽ là 80.000 đó. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế giá sẽ là 80k đó. Đệm ghế này giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về các bác cái sản phẩm đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe hoặc là cân người đều được. Đấy. Thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác, kèm cho các bác một viên pin luôn. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là hàng cân của Nhật như này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì cân được tối đa lên tới 180 cân nhá, 180 cân. Đó. Và nó sẽ kèm cho các bác một đôi pin như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lắp pin vào là mình cân thôi, nó rất là tiện này. Các bác lắp pin vào cho em. Đây thì họ đã có sẵn pin cho anh em các bác rồi. Đấy, lắp pin vào cho em là mình sử dụng này. Đó, đây. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cân nặng và cập nhật luôn cả nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật nhiệt độ luôn. Đấy, em thử cân xem tình hình sức khỏe và cân nặng của chủ shop tính như nào các bác nhá. Đó, đây. Cân nặng của em bây giờ đang là 65,9 kg nhá. Đấy, tức là vào 66 cân. 66 cân thì như vậy là cân của em đang có dấu hiệu giảm cân nhá. Đấy, đang có dấu hiệu giảm nhẹ. Đó, trước em đang là 67, 68, 68, 69. Đấy, và bây giờ còn là đi đây. Đấy, để em cân lại cho các bác xem. Đó. Đây, 65,9 tức là bây giờ em là còn có 66 cân thôi. Đấy, 66 cân. Bình thường là 68 cân, giảm được 2 kg thôi nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là cân người nhá, cân người. Lên cho em là cân người hoặc là cân sức khỏe cũng được. Lên cho em là cân người đi, con này chuyên để cân người mà. Cân người, giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái cân sức khỏe như này. Rồi, ok. Chào các bác nhá. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn. Đây nó sẽ là một con súng cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đầu súng này. Một đầu súng như này. Đó, nó sẽ là một đầu súng như này các bác này. Và kèm thêm cho các bác là có tới là 3-4 đầu massage luôn, 4 đầu massage. Các bác bật thì giữ lì này cho em này. Đấy, giữ lì này. Và tăng giảm cấp độ đây nhá, nó sẽ có 6 cấp độ nhá. Bật tắt đều là giữ lì hết nhá. Đây, hàng rất là ngon. Thì các bác càng nhấp thì nó lại càng rung mạnh nhé. Tức là nó sẽ là cảm biến lực. Nếu các bác ấn càng mạnh thì nó sẽ rung càng mạnh. Còn các bác bỏ ra thì nó sẽ là rung từ từ này. Đấy. Các bác xem các bác thịt nó di chuyển các bác này. Đấy. Con này các bác dùng để massage cổ vai gáy, đốt sống cổ, dây thần kinh, các thứ đều ok hết nhé. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu massage. Đấy, 4 đầu massage như này. Và một súng 4 đầu massage. Và kèm thêm cho các bác là một cáp sạc nhé. Một cáp sạc như này. Giá thì chỉ có 170 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Nó sẽ là hình khẩu súng như này. Đấy. Cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170.000 nhá. 170k cho một em súng thư giãn như này. Giá hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng cam như này. Đấy, sẽ là một cái dòng cam như này và nó sẽ là cảm biến ánh sáng nhá, cảm biến ánh sáng, có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt nhá. Đấy. Và cảm biến ánh sáng cho các bác luôn. Đó. Tức là nó sẽ có 3 chế độ này, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này, tùy theo các bác để nhá. Và nó có điều khiển từ xa luôn. Và nó là dòng cảm biến này. Đấy, em che đi nhà thì nó sẽ sáng này các bác nhá. Che cái tấm pin năng lượng mặt trời đi thì nó sẽ sáng, tức là ban đêm nhá. Đấy, ban đêm là nó sẽ sáng và có người đi qua thì nó sẽ sáng. Có người đi đến thì sẽ sáng và đi qua nó sẽ tắt. Và có 3 chế độ này, sáng mạnh này, sáng vừa và nhấp nháy này. À quên, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu thôi nhá, chứ không có nhấp nháy nhá. Đó. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Có cả đai cho các bác nhá. Có cả đai để các bác bắt vào tường này. Đấy, và có cả điều khiển cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là cam mô hình này, cam mô hình
giá sẽ là 100k một chiếc nhá, 100k trong cái cam mô hình như này. Đấy, rất tiện ích các bác dùng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m4. Hàng to dài rộng, các bác có thể dùng để mình tắm gội thoải mái luôn nhá. Đấy, tắm giặt gội đầu rất là ok. Đấy, kích thước của nó là 70 nhân 1m4, chiều rộng là 70 và chiều dài là 1m4, một mặt bông mịn và một mặt bông thô như này. Các bác có thể dùng để mình tắm gội đầu đều ok hết nhá. Đấy, chất bông mềm mại, dùng cho trẻ em cũng rất là thích. Và giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một cái khăn tắm Hàn Quốc như này giá chỉ có cho các bác là 40k thôi. Đấy, các bác không đi đâu mà mua được một cái khăn tắm giá hợp lý như này đâu các bác nhá. Bình thường nếu các bác mua một cái khăn mặt không, giá cũng đã phải mất mấy chục nghìn rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm kích thước to như này, đẹp như này, mà hàng chất liệu của Hàn Quốc nhá. Đấy, sợi bông tự nhiên nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm, và giá sẽ là 40k nhá, 40k. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời nhá. Bộ ấm mặt trời đây thì đây nó sẽ là một cái bộ ấm bao gồm cho các bác là đựng trong một cái hộp mà rất là xịn sò như này, trong cái hộp vải như này, các bác về thì có thể cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là ấm mặt trời, giá sẽ là 140.000 nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên này. Con chuyên này thì nó sẽ là vừa vặn trong lòng bàn tay như này nhá, pha trà từ 3 đến 4 người uống là ok. Chè tam rượu tứ này. Đấy, một cái hũ để đựng chè này, cái hũ này thì pha được khoảng 5 đến 7 chuyên chè này. Đấy. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đất nung của Nhật nhá, 6 chén như này. Và có cho các bác là một cái khay bằng nhựa và một cái giá đỡ này bằng tre này. Đấy, các bác đặt vào đây cho em, nó rất là tiện ích luôn. Thì các bác có thể dùng để pha trà tiếp khách rất là ok. Đó. Combo cho các bác là 6 chén một chuyên, một cái khay để các bác gắp chén như này. Đấy, hàng đựng trong hộp cực kỳ xịn sò luôn, kèm thêm cho các bác là một cái khăn lau nữa. Giá thì chỉ có 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời này. Đó. Ấm mặt trời giá sẽ là 140k trong cái bộ ấm pha trà mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Eto của Nhật nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Asahi. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Đấy. Tem của nó là tem nhôm này, hàng thương hiệu Asahi của Nhật này. Đấy, độ mở của nó sẽ là 6 phân nhá. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, chất liệu của nó là bằng thép nhá. Đấy, chất liệu của nó bằng thép này, con này dùng cực kỳ là phê luôn các bác này. Đấy. Độ mở của nó là 6 cm nhá, có cả cái phần này để các bác kê kích để đóng này. Đấy, và có phần kẹp bàn như này nhá, để các bác kẹp vào bàn này. Đấy, chất liệu của nó là bằng thép, rất là dày dẫn và chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 bao nhiêu nhỉ? 180.000 nhá. Đấy. Giá chỉ có cho các bác là 180k trong con Eto này thôi. 180.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là Eto nhá, Eto kẹp, giá sẽ là 180k. Đó. Eto kẹp này, đấy, Eto kẹp. Giá sẽ là 180k một chiếc nhá. 180.000 cho con Eto kẹp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác lên cho em là chổi cọ bàn ghế này. 35.000 một chiếc nhá. Cái này các bác có thể dùng để kỳ cọ bàn ghế rồi phẩy bụi phẩy biếc đều ok hết nhá. Bàn ghế, bàn thờ nói chung là để quét kỳ cọ bàn ghế rất là ok, hoặc là các bác vệ sinh bàn thờ cũng được, đó rất là đẹp. Đấy, chiều dài của nó có cái phần lông này là khoảng 20 cm và chiều ngang thì khoảng 5-7 cm, nó rất là nhiều lông nhá. Nên các bác dùng để quét kỳ cọ bàn ghế hoặc là vệ sinh bàn thờ rất là tiện ích luôn. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế nhá. Giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35.000 cho một cái chổi cọ bàn ghế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu chổi đó là chổi lông phớt trần nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng sợi lông lông tĩnh điện nhá, sợi lông tĩnh điện. Cái sợi lông tĩnh điện này thì nó sẽ là cái chức năng của nó là nó hút các cái loại bụi vào nhá. Đấy. Nó sẽ hút các cái loại bụi vào, nó rất là tiện ích này. Đấy. Nó sẽ hút bụi vào, nó rất là tiện nhá, hút bụi vào nó rất là tiện. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu gen xoáy này, các bác xoáy vào cho em này, cái này có thể ngoắt nghéo này, ngoắt nghéo như này. Đấy, các bác có thể cụp lên cụp xuống được nhá. Và con này thì các bác có thể kéo giãn ra cho em này. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác có thể kéo giãn ra khoảng từ 1m8 đến khoảng từ 2m đến 2m8 nhá. 2m4 đến 2m8, rất là dài luôn. Đó, 2m4 đến 2m8. Có thể kéo dài ra này. Đấy, hoặc thu ngắn vào này, mình dùng để mình phớt trần, lau trần rồi nói chung là vệ sinh này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Cuối năm tết nhất là các bác mua về để mình vệ sinh nhà cửa này. Giá chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là chổi lông phớt trần nhé, chổi lông phớt trần, hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Và tháo lắp rất là tiện dụng luôn.
lên cho em là chổi lông phớt trần nhá, giá sẽ là 55k, 55k. Đấy, lên cho em là chổi lông phớt trần này. Chổi lông phớt trần nhá, giá sẽ là 55.000 cho cái chổi lông phớt trần như này. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu. Con này thì sẽ là 95.000 cho một con đèn phễu như này. Đó, có dây để các bác đeo đầu này và có cáp sạc này. Và đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy. Đây, đấy, rất là sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa này, sáng yếu này. Đấy. Có 3 chế độ sáng như này, có báo pin nhá, có báo pin cho các bác luôn. Và rất là tiện ích các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn. Nó rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Đó. Giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, đây. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy. Đấy và có chế độ tia siêu sáng luôn nhá. Đó, rất là sáng nhá. Đấy, có pha rộng, pha hẹp này. Và con này cũng có chế độ cảm biến luôn các bác nhá. Đấy, cảm biến này các bác này. Đấy. Con này cũng có chế độ cảm biến luôn. Đấy, khi các bác muốn dùng chế độ cảm biến thì các bác nhấn cái nút bên này cho em này. Đó, gạt qua gạt lại này. Đấy, gạt qua gạt lại là nó sẽ sáng và tắt này. Cái mắt cảm biến của nó thì ở bên hông như này nhá. Các bác chỉ cần là đây các bác này, đấy. Mình chỉ gạt cái tay này nó tắt này, bật này. Đấy, tắt này, bật này. Tắt này, bật này, coi nhá. Tắt, bật này. Đấy, tắt, bật này, rất là tiện ích luôn nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu. Con này thì giá chỉ có 95.000 thôi. Cũng có chế độ cảm biến luôn để các bác sử dụng nó rất là tiện ích, mình không cần phải dùng tay để mình tắt bật nó mất công. Đấy, các bác có thể cần chỉ cần gạt tay qua là xong. Lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá sẽ là 95.000, đèn phễu này. Đấy, nó to như một cái phễu ấy, giá sẽ là 95k nhá, 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao lọc các bác nhá. Các bác lên cho em là dao lọc bao da này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này các bác dùng để thái lọc phi lê rất là ok. Đó, hàng thép liền thân như này. Cán ốp gỗ ba đinh nhá, ba đinh thép này. Rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thái lọc phi lê thì thôi rồi luôn các bác nhá. Dao rất là bén và đựng trong một cái bao da cực kỳ chất lượng xịn sò như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Đấy, lên cho em là dao lọc nhá. Dao lọc giá sẽ là 130k. Đó. Dao lọc này, 130k cho một con dao lọc như này. 130.000 cho một con dao lọc như này các bác nhá. Con này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác trân trọng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó. Các cái mã sản phẩm em lên cho bác trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã đó là cái vòi nước nhá. Vòi nước thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Đó là mẫu đầu tiên nó sẽ là mẫu van hai đầu nhá. Đấy. Các bác lên cho em là van hai đầu. Đó, van hai đầu như này. Đấy, đây nó sẽ là một con van nước hai đầu như này nhá. Bằng inox 304 không bắt 500. Inox 304. Inox 304 không bắt 500 các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là van hai đầu. Van hai đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000 nhá, 75.000. Lên cho em là van hai đầu nhá. Van hai đầu này 75k đợt này về cho bác, giá thì còn là 70k cho một con van hai đầu như này nhá. 70.000 cho một con van xả hai đầu như này. Đấy, lên cho em là van xả hai đầu nhá, van xả hai đầu này. Tiếp theo thì nay bên shop có về cho bác một cái mẫu van xả một đầu này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đó. Con này nó cũng là hàng inox 304. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái van một đầu nhá. Đấy. Van một đầu đây, cũng hàng bằng inox 304 này, su 304 nhá, su 304. Cực kỳ dày dẫn chất lượng cho bác luôn. Tất cả đều có đầu gen xoáy như này nhá, đều có đầu gen xoáy này các bác này. Đấy. Đầu gen xoáy này các bác có thể xoáy ra để kết nối với các cái vòi nước khác cũng rất là ok. Đó, inox 304 dày dẫn chắc chắn. Lên mã giúp cho em đó là van xả một đầu nhá. Đấy. Van một đầu. Con này thì các bác lên cho em là van một đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là van một đầu này, giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, đang bán là 55.000. Về cho bác giá là 50k. Lên cho em là van một đầu nhá. Van một đầu này, đó. Đấy, van một đầu. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000. Đó, van xả, vòi xả một đầu, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 này. Đây là một cái dòng xịt chuyên để xịt các bác xịt vào các cái vị trí ví dụ như là bị thấm gọi là bị ngấm nước này, ngấm nước này, hoặc là nói chung là bị gọi là đây. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia này các bác này. Đấy, Australia các bác nhá, Australia. Đấy, và ở đây thì nó sẽ là khởi động lại động cơ bị thấm ướt này, nó làm nới lỏng các bộ phận bị rỉ sét này, tiếng kêu phát ra từ động vật cọ sát này, đấy, từ các cái vật cọ sát này, và chống rỉ sét và ăn mòn. Đấy thì các bác lên cho em là xịt RP7, giá của nó sẽ là các bạn 16 bạn nam 12 bạn nữ. Ok. Lên cho em là xịt RP7 nhá, xịt RP7,
CRP7 giá sẽ là 50k. Đấy, trước em bên em có cái mẫu 35.000, nhưng 35.000 thì hết rồi. Tại vì mẫu 35.000 là mẫu rất là nhỏ, còn mẫu này thì 50.000 và nó to gấp đôi luôn. Xịt RP7 nhá. RP7 giá sẽ là 50k cho một bình xịt như này. 50.000 nhá. Đấy, 50.000 cho một bình xịt RP7 này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dòng đồ thực phẩm nhá, đồ thực phẩm. Con này thì nó sẽ là hàng táo khô. Đấy, táo khô của Nhật này. Đấy, hàng rất đẹp cho bác luôn, hạt to, đều đẹp, chất lượng. Các bác lên cho em là táo khô của Nhật nhá. Cái này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một bịch như này, 100.000 cho một bịch táo khô như này. Đấy, cân nặng của nó thì vào khoảng từ 800g đến 1 cân nhá, 800g đến 1 cân. Thì các bác lên cho em là táo khô nhá, táo khô. Giá của nó sẽ là 100k cho một túi như này nhá, 100k cho một túi táo khô như này. Rất tiện ích luôn các bác này. Đấy, đây. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, táo của Nhật này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình hãm nước uống trực tiếp này, hoặc là ngâm rượu này, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đó, hầm xương rồi nói chung là làm các công việc đều được. Đấy, các bác chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok. Hàng to đều đẹp, an toàn vệ sinh thực phẩm nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một bịch táo khô như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bịch nho khô nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là đựng hộp như này. Đựng hộp như này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà, hoặc là mua về để đi Tết cũng rất là đẹp và lịch sự. Đấy, đây nó sẽ là một bịch như này các bác này. Đấy, một bịch như này, hạt to đều đẹp. Đấy, to đều đẹp như này, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, to đều đẹp, rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bịch táo khô như này, giá của nó sẽ nho khô như này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90k. Đấy, lên cho em là nho khô này, nho khô giá của nó sẽ là 90k nhá. Con này thì cân nặng của nó thì nó cũng vào khoảng là từ 6 đến 8 lạng nhá. Đấy, 6 đến 8 lạng. Đây, hàng thì của tập đoàn Samsung này. Đấy, của tập đoàn Samsung. Đó, giá thì rất hợp lý, chỉ có 90.000 cho một bịch nho khô như này thôi. Thì bên shop có nho khô, táo khô thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái con máy mài dao nhá, máy mài dao. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, và con này thì nó hàng này nó sẽ có sẵn cho các bác cái đầu cắm như này luôn. Các bác chỉ cần cắm vào bật công tắc lên là xong nhá. Cắm vào bật công tắc lên cho em là xong. Đó. Và có cả viên đá mài ở đây nữa. Giá thì sẽ là 90.000 cho một con máy mài dao như này, chuyên dùng để mài dao, mài dao, mài kéo rất là ok nhá. Đấy. Có cả phần mài dao, có phần mài kéo, và các bác lắp vào là cái viên đá mài nó sẽ chạy nhá. Rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy mài dao nhá, máy mài dao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn, chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con máy mài dao này thôi, 90k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là máy mài dao này, giá sẽ là 90k. Đó, máy mài dao, máy mài dao giá sẽ là 90k nhá, 90k cho con máy mài dao như này. Đây các bác này, đây nó sẽ là một con máy rất là xịn sò như này các bác này. Đấy, đưa tránh cái lọc rác này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, một cái thôi. Đấy, rất là tiện luôn. Con này thì rất là thông minh, các bác có thể dùng để mình mài dao mài kéo rất là tiện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con máy mài dao như này các bác này. Đấy, các bác đưa vào mình liếc đi như này xem là xong này. Đó, các bác theo. Đây, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy mài dao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100k cho một con đèn học chống cận như này. Con này thì các bác có thể dùng để cho các em học bài này. Đấy, rồi nói chung là đa di năng luôn. Và dòng này của nó sẽ là cái dòng bằng pin nhá, chạy bằng pin. Đấy, tương đối là tiện ích luôn. Có cáp sạc nhá, chạy pin có cáp sạc này. Đấy, các bác bật này cho em này. Học bài, đọc sách này, hoặc là khi mà mất điện thì các bác có thể dùng để mình ăn cơm ăn nước, nó rất là tiện luôn. Đó, đây, bác lắp cái này vào cho em này. Đó, rất là chắc chắn luôn. Đây, thì ở đây là công suất của nó là 10W này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng trung tính nhá. Đấy, rất sáng luôn. Các bác có thể dùng để đọc sách này. Đấy, rồi học bài này, có thể gập lên gập xuống được rất là tiện này. Các bác theo. Đó. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con đèn học chống cận như này thôi. Và chạy bằng pin, cảm biến này. Bật này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn. Thì công suất của nó là 10W. Các bác có thể dùng để ăn cơm, ăn nước này, học bài, đọc sách, nói chung là đa di năng luôn. Cũng rất là tiện ích. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này nhá, kèm một cái cáp sạc như này. Lên cho em là đèn học chống cận. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100.000 thôi.
100k cho con đèn học như này thôi. Thì con này các bác dùng rất là tiện ích luôn, mua cho em nó học bài viết rất là tiện. Đèn học chống cận này, đèn học chống cận giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn học chống cận như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ rổ này. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông nhá. Thì đây nó sẽ là một cái rổ như này, một cái rổ như này. Và nó sẽ có cho các bác là 3 chậu và 3 rổ nhá. Đấy, combo sẽ là 3 chậu 3 rổ. Hàng thì nó sẽ là cái hàng nhựa của Song Long nhá. À, nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, nhựa của Việt Nhật, siêu mềm và rất là dẻo dai với nhá. Siêu mềm rất dẻo dai như này. Giá thì chỉ có 90.000 thôi, 90.000 cho một bộ rổ vuông như này. Các bác lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một bộ rổ vuông như này. Nhựa này của nó rất là dẻo dai luôn các bác này. Đây, rất dẻo dai luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, dùng nó rất là đã này các bác này. Đấy. Quấn vào cũng không việc gì luôn các bác thấy không? Rất dẻo dai nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là ba đôi như này, ba đôi như này, rổ kèm chậu như này, cứ ba đôi như này, 90.000 cho ba đôi. Đấy, 90.000 cho ba đôi như này thì nói chung nó cũng rất là tiện ích và giá hợp lý rồi. Đấy. Chất nhựa của nó khỏi bàn luôn. Đấy, nhựa nguyên sinh, an toàn thực phẩm và sử dụng thì cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là 90k trong cái bộ rổ vuông này thôi. Hàng nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá, giá sẽ là 15.000. Các bác đặt vào cái chậu rửa bát đấy, nhà mình đấy, chậu rửa bát hoặc là các cái phần nào vừa cái này thì các bác đặt vào cho em. Giá sẽ là 15k nhá. Lên cho em là lọc rác inox này, lọc rác inox nhá. Lọc rác inox giá sẽ là 15k một chiếc như này nhá. 15k trong chiếc lọc rác inox như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn, nó rất là tiện ích. Đây các bác này, đấy, ví dụ như các bác dùng một cái lọc thường như này thì nó rất là bẩn nhá. Giống như cặn gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó. Tôi ném thẳng vào thùng rác, dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật. Chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch, thật tiện dụng phải không ạ? Một món đồ không thể thiếu trong căn bếp của bạn. Nó thực sự dễ sử dụng hơn nhiều so với bàn cốc. Lỗ ban đầu nhỏ hơn, thoát nước rất chậm, dễ dàng tích tụ nước và lỗ của nó cũng tương đối lớn. Giống như cặn gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó. Tôi ném thẳng vào thùng rác, dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật. Chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch, thật tiện dụng phải không ạ? Giới thiệu mọi người lọc rác bồn rửa bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắt một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng thì ngay mà không cháy màu vàng. Đây rồi các bác ơi, hôm nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục lên video để gửi tới các bác các cái mã hàng bên em. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô băng keo điện nhá. Hàng lô này về thì siêu đẹp cho các bác luôn, màu mè đủ các màu cho các bác luôn nhá. Đó, màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng. Một cuộn này thì bên shop sẽ bán cho các bác với giá là 10.000 một cuộn, hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Băng dính của Nhật này thì nó sẽ có các cái chức năng, thứ nhất là siêu dai này, siêu dính này. Đấy. Siêu dai, siêu dính cho các bác luôn. Đó, siêu dai, siêu dính và rất là mỏng nhá, rất là mỏng, thì khi mà các bác dùng nó mỏng ấy, đây rất là dai các bác này. Dai chưa các bác thấy không? Đây. Rất dai luôn các bác này, kéo đã tay luôn nhá, rất dai này, rất dính và rất mỏng này. Và lõi thì gần như là bằng không luôn, gần như không có lõi luôn. Các bác nhá. Đấy đây, gần như không có lõi luôn này. Đấy thì khi các bác dùng nó rất là đã. Bên shop bán thì sẽ là 10.000 cho một cuộn như này. Đấy. 10.000 cho một cuộn như này. Còn cuộn nhỏ này thì sẽ là 5.000 nhá. Đấy 5.000. Cuộn to thì sẽ là 10.000, cuộn nhỏ là 5.000. Còn bán cân thì sẽ là 80.000 một kg. Lên cho em là băng keo điện nhá. Băng keo điện này. Băng keo điện giá sẽ là 10k trên một cuộn này hoặc là 5k trên một cuộn nhá. Và 1 kg, 1 kg thì sẽ là 80k nhá. 80.000 trên 1 kg. Và nửa cân 1,2 kg thì giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k. Đó thì các bác muốn lấy nào là lấy cuộn 5.000 có, cuộn 10.000 có. Lấy 1 cân là 80.000. 1 cân thì sẽ là cuộn to cuộn nhỏ thì từ 7 đến 10 cuộn và có bán lẻ nhá, bán lẻ 10.000 một cuộn nhá và 5.000 một cuộn. Đây, cuộn này sẽ là 5.000 này. Đây 5.000 một cuộn này các bác nhá. Hàng nội địa của Nhật đây, của thương hiệu Yamato này và rất là nhiều thương hiệu khác này. Đấy, made in Japan các bác này. Đây. Made in Japan luôn các bác nhá. Đó, made in Japan luôn. Đây. Các bác yên tâm sử dụng hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, made in Japan nhá. Đó. Thì cuộn này sẽ là 10.000, cuộn này 5.000, gần như không có lõi luôn. Rất chất lượng các bác nhá. Và cái giá cực kỳ tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đi 5.000 và 10.000 một cuộn, rất rẻ luôn các bác nhá.
Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái mã sản phẩm rất là hay ho, đó là cái bông lúa thần tài nhá. Đấy, các bác lên xem là bông lúa vàng. Đấy, bông lúa vàng thì ở đây nó sẽ là một cái bó, bên em bán theo bó như này. Một bó của nó sẽ là 10 cành các bác nhá. Một bó là 10 cành và về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Đây em đang cắm điện đây. Đấy, đây nó sẽ là một bó của nó các bác này. Đấy, một bó của nó đây. Đây em đang cắm điện trực tiếp như này các bác này. Con này dùng thì rất là ngon và tiện ích luôn các nhá. Đây, một bó là 10 cành như này. Rất là đẹp cho các bác luôn nhá. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8, 9, 10. 10 cành thì các bác có thể cắm rải ra, hoặc là cắm trực tiếp vào thành một bó như này rất là đẹp này. Đấy. Thì các bác có thể cắm ở ban thần tài này, ban thờ hoặc là trang trí ở đâu cũng được, rất là đẹp luôn. Đấy, màu của nó là màu vàng như này và hình bông lúa rất là đẹp luôn nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là bông lúa vàng nhá, bông lúa vàng. Giá thì sẽ là 140.000 một cành như này, một cành như này, một bó này bao gồm là 10 cành. Lên mã giúp cho em đó là bông lúa vàng nhá, bông lúa vàng. Giá của nó sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho một bó. Đấy, lên cho em là bông lúa vàng. 140.000 cho một bó bông lúa vàng như này rất đẹp cho các bác luôn. Đây, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Một bó này sẽ bao gồm là 10 cành mà tính ra như vậy là 140.000 là tính ra vào có 14.000 cho một cành như này thôi. Con này các bác dùng thì cực kỳ là đẹp luôn. Ngày Tết các bác hoặc là dỗ chạp hoặc là ngày rằm mùng 1 các bác để trên ban thờ mình thắp hương rồi mình bật lên rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Và đây thì nó cắm trực tiếp điện 220 như này. Đấy, có đầu dây như này nhá. Và có một cái cục tụ như này rồi. Về nhà các bác chỉ việc là cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Rất tiện ích luôn. Đẹp. Đấy, sắc nét và khá là ngon lành cho các bác nhá. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 cho một cái bó lúa vàng như này thôi. Lên cho em là bông lúa vàng hoặc bó lúa vàng, giá sẽ là 140.000. Giá cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop cái bó lúa này thì cái chiều dài tổng thể của nó thì 1 này, 2 này, 3 này, nó vào khoảng là 70 cm nhá, vào khoảng 70 cm các bạn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái vật muỗi các bác nhá. Vật muỗi đây nó sẽ là một cái dòng là vật muỗi thông minh, Con này thì nó có chức năng là bắt muỗi tự động, thì các bác bật cho em cái công tắc hồng ngoại này lên. Đó, bật cái đèn hồng ngoại này lên và nó sẽ cái ánh đèn màu hồng này sẽ thu hút muỗi các bác này. Đấy, nó chập điện rất là mạnh luôn các bác thấy không? Đấy, chập điện rất là mạnh luôn, thì con này nó đánh muỗi cực kỳ là tốt luôn nhá. Đó. Và có chức năng là bắt muỗi nhá. Đấy, thông thường thì bắt muỗi như này. Bắt muỗi thì các bác chỉ cần bật này này. Đấy, các bác thấy không? Con này điện nó khá là mạnh cho nên nó đánh, nghe các bác nghe cái tiếng tách tách của nó rất là đã luôn, tức là điện của nó rất là mạnh đấy. Và muỗi vào một cái là chết rúm vào luôn, kể cả người mà các bác đưa vào giật tê người đi luôn các bác nhá. Và có cái đế như này. Ban đêm thì khi mà các bác muốn bật chế độ bắt muỗi tự động thì bật cái này lên. Sau đó thì cắm cái sạc này vào cho em, cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá, cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy, và các bác để nhá, còn cái này nó chỉ sử dụng được cái chức năng là bắt muỗi thôi, còn các bác muốn bắt muỗi tự động thì các bác phải cắm sạc vào. Còn nếu các bác để không như này thì nó chỉ được khoảng một tiếng thôi là nó sẽ hết pin nhá, nó sẽ hết pin. Đấy, tại vì mình để cái đèn hồng ngoại này rất là tốn pin. Và đây thì con này rất chắc chắn luôn, bên trên này đai 4 ốc liền nhá. Đấy, nó sử dụng pin 18650, các bác về xoáy ốc ra có thể thay pin bình thường. Đó, và con này thì giá sẽ là 100 bao nhiêu nhỉ? Lên xem là vật muỗi đứng nhá. Đấy, vật muỗi đứng này. Vật muỗi đứng. Đấy, nó có thể để đứng được nên em gọi là vật muỗi đứng, 130.000 nhá. 130.000 cho con vật muỗi đứng như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Bình thường nếu các bác mua cái vật muỗi thường của Việt Nam mình cũng đã phải 90 đến 100.000 rồi. Mà đây một con vật xịn sò như này, cực kỳ chắc chắn luôn, cầm đầm tay. Giá chỉ có 130.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn nhá. Đấy. Sản phẩm đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là vật muỗi đứng, giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bình nhiệt hàng của quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một bình nhiệt như này. Dung tích của nó sẽ là 1,5 lít nhá, 1,5 lít. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 nhá, dung tích 1,5 lít. Đó, dung tích 1,5 lít. Bình nhiệt quân đội Mỹ 1 lít rưỡi nhá, mà giá là 170.000. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bình như này, inox 304 nhá. Đây, su 304 này các bác này. Đấy, su 304. Cực kỳ dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Đế thì có lót cao su chống trơn trượt nhá. Đấy, và có lưới lọc này, Đấy, có nắp giữ nhiệt này, một nắp giữ nhiệt này và một nắp làm cốc luôn, một nắp làm cốc như này nhá. Đấy, thấy vào cho em này. Rất là ngon lành luôn. Nắp này thì rất là dày. Nắp này siêu dày luôn. Các bác có thể vừa làm cốc uống nước này, vừa làm nắp luôn, rất là tiện ích. Thì bên shop về nó sẽ có 3 màu.
màu đỏ này, màu inox này và màu xanh đậm nhá, màu xanh đậm. Đó, màu xanh đậm như này. Các bác nghe cái tiếng kêu là các bác đã biết rồi. Bên trong của nó inox 304, bên ngoài sơn tĩnh điện. Sơn tĩnh điện giữ nhiệt nhá, sơn tĩnh điện giữ nhiệt, giữ nóng giữ lạnh cho em luôn. Đây, mặc định của nhà sản xuất này, giữ lạnh 36 giờ này. Đấy, giữ nóng 24 giờ cho các bác luôn, rất khủng khiếp luôn nhá. Hàng này thì nó chuyên sản xuất cho quân đội của Mỹ nhá. Đấy, dung tích là 1,5 lít. Lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ này, bình quân đội Mỹ. Bình nhiệt quân đội Mỹ, giá thì sẽ là quân đội Mỹ này. Giá của nó sẽ là 170k cho các màu, ba màu này, màu đỏ, màu inox và màu xanh đậm là 170.000. Còn màu xanh quân đội nhá. Bên em có cả màu xanh quân đội luôn. Màu xanh quân đội thì giá sẽ là 190k nhá, 190.000 cho cái màu xanh quân đội. Đó thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Đây, màu xanh quân đội thì nó sẽ là một cái màu xanh rất là đẹp như này. Và con màu xanh quân đội này thì không có nhiều hàng đâu. Đấy, hàng nó về theo lô thì con màu quân đội này thì nó sẽ đắt hơn một chút. Và nó theo lô, một lô của nó cũng chỉ có tầm khoảng là chục cái thôi. Đấy, chục cái thôi. Đấy. Đấy, và giá thì sẽ là 190.000 cho con màu xanh quân đội như này các bác nhá. 190.000. Đó. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm, đó là cái kẹo chuột nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện, được sản xuất và phân phối bởi Thái Lan nhá, bởi Thái Lan. Đó. Đây nó sẽ là một cái dòng kẹo mà thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Hàng nguyên tem mác nội địa của Thái Lan nhé, toàn bộ chữ Thái hết này, mã tem mã code đàng hoàng. Đấy, các bác mua nước uống bò húc của Thái Lan ấy là phải đúng cái mã 885 như này mới là hàng của Thái Lan nhá, còn lại là đều là hàng nhái hết này. Mã code của nó phải là 885 như này. Đấy, mua bò húc dọi đúng cho em cái mã code 885 này nhá. Đó, Thái Lan. Đây, nó sẽ là một cái viên kẹo màu hồng như này. Dòng này của nó thì khi mà các bác sử dụng ấy thì nó sẽ là một cái dòng đặc biệt. Khi mà sử dụng ấy thì nó sẽ là cái tính năng giữ chuột của nó rất là tốt luôn. Khi mà chuột nó ăn một con ăn là nó sẽ kéo theo cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn. Chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé, chuột mẹ, chuột con, chuột nhà, chuột đồng nhá. Các loại chuột đều chết hết luôn. Đó. Giá thì sẽ là 30k cho một hộp kẹo chuột như này. Lên mã giúp cho em đó là kẹo chuột nhá. Đấy, kẹo chuột. Giá sẽ là 30.000 cho một hộp như này các nhá. 30.000 cho một hộp kẹo chuột này thôi. Thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn, số 1 của Thái Lan luôn. Dòng này nó sẽ là một cái dòng đạt thương hiệu của Thái Lan luôn nhá. Đấy, bán toàn cầu luôn này. Và giá sẽ là 30.000 trong hộp này thôi, rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái chai xịt sơn, cái này gọi là xịt chống thấm nhá. Đấy, xịt chống thấm. Trước khi xịt thì các bác lưu ý lắc đều lên cho em, lắc đều lên cho em. Đó. Con này, dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng xịt nano nhá, phủ nano. À, trước khi xịt lắc đều lên cho em, khi xịt vào các bác này. Đấy, đây. Xịt vào này thì cái sơn nó sẽ lấp đều vào các vị trí mà nó bị thấm rột nhá. Đấy, đây. Cái sơn nó ra như này các bác này. Đấy. Các bác lắc đều lên cho em. Đó. Và nó sẽ đều lên các cái vị trí bị thấm rột nhá, là nó sẽ phủ kín luôn. Đó, phủ kín luôn các bác nhá. Và rất là tốt luôn. Giá thì sẽ là 50k cho một chai xịt chống thấm như này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xịt chống thấm, giá của nó sẽ là 50.000 nhá, 50k. Đây các bác này, khi xịt vào thì nó sẽ thấm đều vào các cái vần vết nứt như này các bác này. Đấy, đây là em đang xịt đây và có các cái vết nứt đây. Nó sẽ thấm đều vào như này và nó sẽ khô đi. Nó sẽ khô dần đi nhá, khô dần đi và nó sẽ phủ che hết cho các bác những cái vết nứt này. Thì các cái vị trí mà bị nứt, bị thấm rột là nó sẽ che hết cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 50k nhá, lên cho em là sơn bình xịt chống thấm nhá. Lên cho em là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000. Xịt chống thấm này, giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái chai xịt chống thấm như này. Đó, phủ hết luôn các bác xem nhá, thực tế luôn chứ không phải là hoa văn cầu kỳ gì nhá, em xịt trực tiếp lên sản phẩm này. Đấy, và lưu ý các bác là khi xịt nhá, khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em để tránh cái việc là nó bị tắc nhá. Đấy, trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em, lắc đều lên cho em như này nhá. Ngoài ra thì khi xịt nhá mà nó không ra thì các bác đảo đi như này cho em này, đảo này cho em để cho nó cái miệng này nó đẩy ra, tại vì là cái bên trên này nó hay bị khô và nó tắc. Đấy. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sơn xịt inox nhá. Đấy, nó sẽ là một cái dòng sơn như này. Đấy, sơn như này. Và khi mà các bác xịt lên thì nó sẽ phủ lên các cái bề mặt như này các bác này. Đây. Đấy, phủ lên các bề mặt như này. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, nó là chất liệu của nó là bằng sơn inox nhá. Đấy, sơn inox thì nó sẽ phủ bóng lên các bề mặt này các bác. Đấy, phủ bóng các bề mặt như này thì nó sẽ giúp cho các cái bề mặt của nó khỏi bị rỉ sét. Đấy, phủ trên bề mặt như này khỏi bị rỉ sét rất là tốt luôn, chống rỉ sét, chống ăn mòn. Đấy, chống rỉ sét, chống ăn mòn rất là tốt luôn. Thì lên mã giúp em đó là sơn inox nhá. Đấy, sơn inox, một cái
một cái lọ sơn inox này giá sẽ là 80.000 nhá, lên cho em là sơn inox này, đó. Sơn inox. Sơn inox giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho một cái lọ sơn inox như này các bác này. Đấy, 80.000 cho một cái lọ sơn inox như này. Giá cực kỳ là hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200 bên em sẽ bao ship nhá. Dưới 200 thì các bác cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Hoặc các bác cứ xem đủ 200 là mình sẽ mua hàng. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho bác cái găng tay thức ăn nhá. Một hộp này của nó sẽ bao gồm là khoảng từ 70 đến 100 chiếc nhá. Đấy. Bình thường của nó thì nó sẽ đóng gói là từ 80 đến 100 chiếc. Đó thì dòng này của nó sẽ là dòng găng tay chuyên về để sử dụng thức ăn nên các bác yên tâm sử dụng. Tức là có cái độ an toàn của thực phẩm nhưng các bác dùng nó rất là yên tâm. Và thứ hai là nó là một cái dòng găng tay dai cho nên mình dùng nó rất là thích, không lo bị rách. Lên cho em là găng tay thức ăn này, găng tay thức ăn. Giá thì bỏ tranh cái biển. Giá của nó sẽ là 25k nhá. 25k cho một bịch găng tay thức ăn như này. Đây. Tay to, tay nhỏ, tay lớn, tay bé đều vừa hết. Phương, Phương, bỏ cái biển. Đấy. Và con này của nó thì nó sẽ rất là dai các bạn, cho nên là khi các bác đeo vào nó rất là thích thì các bác có thể đeo vào để mình chế biến thực phẩm này, thức ăn này, rồi làm nem, làm nộm này, hoặc là đồ ăn sống, đồ ăn chín này, hoặc là các bác có thể dùng trực tiếp khi mà mình gọi là chuyên sử dụng để mình vệ sinh được, hoặc là bác làm nghề làm tóc, làm hóa chất cũng rất là ok. Nó rất là dài các bác này, rất là dài luôn các bác thấy không? Đấy đây, em xoắn qua này. Đấy, nó rất là dài luôn nên các bác dùng nó rất là đã. Đó. Đây. Tháo ra tháo vào rất là dễ dàng, ngon lành, các bác có thể tái sử dụng được. Giá này 25k cho bịch từ 80 đến 100 chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp kim chỉ nhá. Đấy thì một cái hộp như này. Giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Thì hàng rất là đa di năng cho bác luôn. Đấy nó sẽ là cả kim, cả chỉ, cả đê này, rồi cúc này, rồi kéo kiếc đầy đủ cho bác luôn. Và combo cho các bác bao gồm là 10 quận chỉ với đủ màu sắc khác nhau nhá. Bây giờ các bác mà đi mua được một combo cái bộ chỉ như này cũng rất là khó luôn. Mà đây nó đủ màu cho các bác luôn nhá. Đấy, đủ màu cho các bác luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, có 10 quận chỉ này. Đấy, và một cái bộ sản phẩm bao gồm là đê này, kim này, kéo này, kim băng này, rồi là cái để các bác xỏ kim này. Đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đê để đeo tay này. Đấy, rất đầy đủ luôn. Chọn bộ sản phẩm như này thì giá của nó chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp em nó là hộp kim chỉ nhá. Kim chỉ này. Kim chỉ giá sẽ là 25k. 25k cho hộp kim chỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dây phơi nhá. Dây phơi. Cái này thì bên shop đang bán là 30.000, đợt này về cho các bác cái giá. Cái này đang bán 30 à? Đang bán 30.000, đợt này về cho bác giá là 15.000 cho một cái dây phơi như này nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì là bằng cước đan rất là chắc chắn luôn, các bác có thể đánh đu lên trên cũng được. Nó rất là tiện ích. Dài là 5m. Các bác có thể trang ra ngoài vườn này, trang ngoài sân này, hoặc là trong các cái chung cư cũng rất là ok. Và giá thì chỉ có 15.000 cho một quận như này thôi. 15k cho một quận dây phơi như này. Đấy, 15.000 cho một quận dây phơi này, giá rất là hợp lý cho bác luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là dây phơi nhá, dây phơi này. Dây phơi, giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k cho một quận dây phơi như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái đèn cam mô hình nhá. Cái này nó là một cái cam và nó là một cái đèn và giả cam nhá. Một cái đèn led như này và giả cam này, bật lên thì rất là sáng luôn các nhá. Con này thì hết pin rồi. Về nhà con nào hết pin thì các bác sạc pin giúp vào cho em. Đó, nó sẽ nhiều khi là các bác cứ để ra nắng là nó sẽ có pin thôi. Dòng này nó là năng lượng mặt trời. Và các bác không cần phải mất tiền điện, cũng không phải mất công để mình đấu dây dợ lằng ngoằng. Các bác chỉ cần là để ra ngoài ánh sáng là nó sẽ sáng luôn. Nó rất là tiện ích luôn. Đây, đấy, nó sẽ có cái tấm pin năng lượng mặt trời như này. Có tấm pin năng lượng mặt trời này các bác này. Đấy. Dòng này thì đấy nó rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy. Tức là ban đêm là nó sẽ lên nhá. Nó sẽ có chế độ sáng mạnh này, sáng vừa và sáng yếu này. Đấy, và có pin năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đây các bác này. Đây các bác theo. Đấy. Đây. Che đi là nó sẽ lên này. Đấy, che tối đi là nó sẽ lên. Đó các bác theo không đây. Tức là nó là cảm biến rồi. Ban đêm là tối là nó sẽ lên. Đấy, tối là nó sẽ lên các bác này. Đó, rất sáng luôn các bác nhá.
À, bác thấy không, đây em che cái tấm pin đi này. Đây cái tấm pin này là nó ánh sáng ban ngày nó hấp thụ nhá và nó sẽ tắt nhá, ban đêm nó sẽ tự lên các bạn này. Đấy, trời tối nó sẽ tự lên rất là sáng luôn các bạn thấy không, sáng chói chang luôn. Giá thì chỉ có 100.000 thôi, 100.000 cho một con đèn năng lượng mặt trời như này và có cảm biến luôn nhá, có cảm biến luôn, có người đi qua thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ lại tắt, nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá, cam mô hình, cam mô hình này, cam mô hình. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k thôi, 100k cho một con cam mô hình này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy cạo râu hàng của thương hiệu Zandu nhá. Lên cho em là máy cạo râu Zandu. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là con Zandu này bao nhiêu nhỉ? 90.000 các bác nhá. Đấy thì các bác về các bác cắm sạc qua đây cho em này, cắm sạc qua đây cho em. Đó, cắm sạc trực tiếp điện 220V đây. Sạc trực tiếp điện 220V, công suất của nó là 3W nhá, 3W. Đó, cái này khi các bác cạo thì nó sẽ có hai phần chính này. Đây là cái phần tăng đơn, các bác có thể đẩy tăng đơn này lên để mình cạo râu dài này. Đấy, tăng đơn này để mình cạo râu dài này. Tiếp theo thì mình có thể đẩy xuống để mình cạo râu. Cạo râu thì các bác nhấp ở đây cho em nhá. Đây cái phần râu này. Đấy các bác nghe cái tiếng râu nó đứt các bác nhá. Đấy, các bác nghe tiếng râu nó đứt chưa? Đó, râu đứt sạch sạch quá này. Con này thì cạo rất là ngon luôn. Và lưu ý các bác khi các bác cạo thì các bác nhấp nhả cho em nhá. Nhấp nhả cho em. Đó, rất là tuyệt vời luôn các bác thấy không? Đó. Các bác cạo thì các bác cứ nhấp nhả cho em chứ đừng thả ra nhá, đừng thả ra không nhá. Đấy, lưu ý là nhấp nhả cho em. Nhấp nhả nhẹ nhàng là được nhá. Đây các bác này. Đấy, râu nó đứt ra các bác này. Đấy, râu em vừa cạo đây. Đấy, râu vừa cạo xong nó đứt ra rất là nhiều luôn. Thì bên shop có bán kèm cả màng cả lưỡi luôn nhá. Đây cái phần này là cái lưỡi này. Đấy và cái này cái màu vàng này là màng này. Đấy, combo một màng một lưỡi như này. Đây cái lưỡi này có thể tháo rời ra các bác, về các bác lắp vào này. Đấy, tháo ra này. Đây cái này là lưỡi này. Cái lưỡi này là bên em bán theo combo cả màng cả lưỡi nữa. Và đây là cái màu vàng này là cái màng này. Đấy thì combo cả màng cả lưỡi. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một cái bộ màng lưỡi như này nhá. Đấy, còn các bác mua cái tăng đơ này thì cái máy cạo râu này thì giá của nó sẽ là 90k. Đấy, lên cho em là máy cạo râu Zandu nhá. Đấy, máy cạo râu Zandu. Giá sẽ là 90k cho một con cạo râu như này. Đấy. Còn nếu các bác mua cả màng kèm lưỡi thì màng cộng lưỡi giá của nó sẽ là 30.000, màng cộng với lưỡi giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho màng cộng lưỡi như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái cái này thì là một cái bếp ga mini. Cái này bên em đã giới thiệu rất là nhiều rồi và rất là tiện ích, giá thì chỉ có 100.000 thôi. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái dòng bếp như này, rất là chắc chắn cho các bác luôn. Các bác chỉ cần là mở cái lẫy này ra cho em này. Đấy, mở cái lẫy này ra. Đó, thì cái phần này nó sẽ là bốn chân rất là chắc chắn này. Và đây là cái phần để các bác đặt xoong nồi lên này. Và đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái đánh lửa tự động như này. Đây, đấy, có xem lửa nó ra này, đánh lửa tự động luôn. Phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng, dày dẫn chắc chắn, mà cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 cho một con bếp ga mini này thôi. Con này thì các bác có thể dùng để mình đi câu, đi phượt, đi làm hoặc là đi rừng, đi đâu cũng được. Đấy, hoặc là đi du lịch, đi picnic các bác mang đi cho em, sau đó thì mang thêm một cái nồi và mang thêm cho em mấy cái bình ga mini luôn, là anh em có thể ngồi liên hoan nhậu nhạt được rồi, rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì em đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn, chỉ có 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là bếp ga mini nhá, bếp ga mini này, giá sẽ là 100 cành nhá, 100k cho con bếp ga mini này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Con này thì đường kính của nó sẽ là con to nhất là 18 này, nhỏ nhất là 10 này. Đấy, to nhất là 18, nhỏ nhất là 10. Đấy, nắp của nó là nắp mềm như này. Và bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 5 khay. Em gọi nó là siêu mỏng thôi nhưng nó cũng tương đối là vừa vặn ấy, không quá dày, không quá mỏng đâu. Đấy, rất vừa xinh. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Và cái giá thì rất hợp lý cho các bác luôn, một cái bộ 5 khay thức ăn như này. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 khay luôn, 5 khay to nhỏ lớn bé mẹ con đều đầy đủ cả các bác nhá. Đấy, độ dày thì vừa phải. Đó, lên cho em là bộ 5 khay inox nhá. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này, 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng bao nhiêu nhỉ? 5 khay inox siêu mỏng nhá, giá thì chỉ có 60k thôi. Tính ra vào mua chỉ có 12.000 cho một cái khay này như thôi. 12.000 cho một khay có nắp như này. Đấy, các bác chả đi đâu mà mua được những cái khay đẹp như này mà cái giá lại hợp lý nhá. Đó, bộ 5 khay inox siêu mỏng cho em. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60.000 cho cái bộ 5 khay inox siêu mỏng như này. Các bác có thể mua về để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín, lẩu lá các thứ đều được hết nhá. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý cho anh em các bác rồi. Giá sẽ là 60k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con máy các bác lên mã giúp cho em đó là máy đo huyết áp nhá. Con này thì
các bác có tí tuổi rồi thì nên mua để mình sử dụng nhá. Con này thì chuyên để đo huyết áp, đo nhịp tim. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim rồi đo tổng thể các bác nhá. Về nhà thì các bác lắp pin vào đây cho em này. Đấy, nó sẽ sử dụng 1 2 3 4 quả pin con thỏ loại nhỏ. Bên em bán thì không kèm pin, 260.000 cho một con máy như này, không kèm pin nhá. Đấy, về nhà các bác đo huyết áp, đo nhịp tim đều được hết này. Đấy, đây. Ở đây thì nó có các cái thông số đo đạc cho các bác này, đo huyết áp, đo nhịp tim rồi đo lưu lượng máu này. Đấy, về nhà các bác sử dụng thôi. Con này nếu mà các bác ra cửa hàng mà mua nhá, ra những cái cửa hàng mà nó bán đồ thiết bị y tế nhá, đúng con máy như này luôn, nó bán cho các bác khoảng 600.000. Đấy, từ 5 đến 600.000. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá, máy đo huyết áp. Máy đo huyết áp này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác 260 cành và bao ship tại nhà luôn. Trừ đi 30.000 ship còn có 230.000 nếu các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nhá. Nó bán cho các bác với giá là từ 400 đến 600.000 một con này luôn. Đó, máy đo huyết áp, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, đo huyết áp, đo nhịp tim. Rồi ok.